Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 581, lén lừa gạt trở thành lừa gạt trước mặt. Tề Kim Thạch, ông không cảm thấy quá vô sỉ sao? Không trả tiền ông sẽ tìm người cho chúng mày ra bã. Đám người có vẻ rất hùng hổ, có vài người còn phóng đến định đánh Tề Kim Thạch. Đứng lại hết cho tôi. Một tiếng quát khẽ vang lên, lời nói của người phụ nữ mặc sườn xám theo bên cạnh Tề Kim Thạch, trên tay nàng có một khẩu súng, họng súng chĩa về phía đám người. Thằng nào còn xông lên, tao xỉa vào lỗ. Á! Mọi người chợt kinh hoàng, đặc biệt là đám phụ nữ đã hét ầm lên, sau đó tất cả lui về phía sau, khoảnh khắc sau đó túm tụm vào một góc và không hề cử động. Nhưng ba người Hạ Thiên vẫn đứng ngay tại chỗ, có vẻ rất chấn định. Diệp Mộng Oánh chấn định vì có Hạ Thiên ở đây, còn Tống Ngọc Mị cũng rất chấn định, vì tình cảnh này chẳng phải là chuyện gì lớn với nàng. Buông súng, nếu không tôi bắn nát óc cô. Một âm thanh trầm thấp vang lên, một người đàn ông tướng mạo đường đường đột nhiên xuất hiện bên cạnh người phụ nữ mặc sườn xám, trên tay hắn cũng có súng, họng súng chĩa vào đầu người phụ nữ mặc sườn xám. Người đàn ông này chính là vệ sĩ của Tống Ngọc Mị, cũng là người mà Hạ Thiên trước đó đã từng gặp. Tống Ngọc Mị tất nhiên sẽ không thể đến đây một mình, dù nàng ra ngoài làm gì cũng có vệ sĩ theo sau. Vẻ mặt người phụ nữ mặc sườn xám có hơi tái nhưng cũng không buông súng, nàng hừ lạnh nói. Tôi thấy anh nên buông súng, anh không nhìn trên lầu và ngoài cửa sao? Người đàn ông nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó vẻ mặt biến đổi. Trên lầu 2 có một người cầm súng ngắn, ngoài cửa có người cầm súng tự động. Người đàn ông này nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trong thủ đô này lại có nhiều súng như vậy? Tôi có thể buông súng, nhưng trước hết phải cho đại tiểu thư ra ngoài. Người đàn ông trầm giọng. Nếu không tôi cam đoan các người sẽ có ít nhất một kẻ chết. Tề lão, tôi đã nhìn lầm ông, không ngờ nơi đây thật sự là hang ổ ngọa hổ tàng long, đã sớm có chuẩn bị. Tống Ngọc Mị lúc nào mở miệng nói. Nhưng không biết Tề lão đã nghĩ đến hậu quả chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi hiểu rất rõ hậu quả mà cô muốn nói, nhưng bây giờ Tề Kim Thạch tôi đã không thể nào tiếp tục ở lại thủ đô, trước khi đi cũng phải kiếm chút tiền nuôi vợ con, có đúng không? Tề Kim Thạch dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tôi thấy lấy ít không bằng lấy nhiều một chút, tôi cũng không lấy quá nhiều, 1 tỷ là ngon rồi. Bây giờ làm phiền cô lấy ra chi phiếu. Tống Ngọc Mị có chút khinh thường. Thế nào, ông muốn chuyển thành trực tiếp lừa tiền sao? Hiểu là tốt. Tề Kim Thạch nói, mặt không đỏ. Nếu ông muốn cướp tiền thì tôi sẽ giới thiệu cho một đối tượng tốt. Tống Ngọc Mị đột nhiên chỉ vào Diệp Mộng Oánh ở bên cạnh. Vị này chính là giám đốc Diệp của tập đoàn Thiên Nam, là tỷ phú Giang Hải, tài sản vài trăm tỷ, ông có muốn cướp không? Vậy xin đa tạ Tống tiểu thư đã giới thiệu. Tề Kim Thạch nói xong lời này thì quay đầu nhìn Diệp Mộng Oánh. Tôi đã nhìn lầm, thì ra vị Diệp tiểu thư này cũng không phải người thường. Nếu đã như vậy thì cũng chỉ còn cách xin lỗi trước, làm phiền Diệp tiểu thư đưa ra chi phiếu 1 tỷ. Diệp Mộng Oánh cảm thấy không biết nên khóc hay cười, một hội đấu giá đàng hoàng sao lại trở thành tình cảnh cướp bóc. Hơn nữa còn cướp cả nàng. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn Tống Ngọc Mị, trong lòng không hiểu đối phương giở trò quỷ gì. Vì sao lại để cho Tề Kim Thạch đến cướp tiền của mình? Ông già, muốn chết sao? Tiền của vợ tôi sao ông dám cướp? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tề Kim Thạch. Người phải chết là mày. Khi nghe được lời nói của Hạ Thiên thì Tề Kim Thạch đã gào lên, thằng khốn này dám phá bĩnh kế hoạch của lão. Tề Kim Thạch vung tay lên, lão gầm lên một cây tức giận. Ngu như heo. Hạ Thiên đột nhiên biến mất, ngón tay hắn búng ra, hai luồng hàn tinh nhanh chóng bắn vào người phụ nữ cầm súng ngắn và người đàn ông cầm súng tự động. Ngay sau đó hắn đã lên lầu 2 chém lên tay tên cầm súng bắn tỉa. Một tiếng hét thảm vang lên, tay súng bắn tỉa rơi từ lầu 2 xuống. Lúc này người phụ nữ mặc sườn xám và người đàn ông cầm súng trường cũng không cử động, không có phản ứng nào. Nổ súng ngay cho tao. Tề Kim Thạch quát lên. Ồn ào thế. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tề Kim Thạch, hắn đấm đối phương bay ngược lại, sau đó thản nhiên đi đến bên cạnh Diệp Mộng Oánh và Tống Ngọc Mị, hắn dùng tay ôm cả hai nàng rồi cười hì hì nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, vợ Mị Mị, chúng ta đi thôi. Thả tôi ra. Tống Ngọc Mị dùng sức vùng vẫy. Chỉ là ôm một cái mà thôi, cũng chẳng phải chưa ôm lần nào, có gì đâu. Hạ Thiên không cho là đúng. Chị đã đồng ý cho tôi theo đuổi. Cũng không đồng ý cho cậu ôm tùy tiện.
Tống Ngọc Mị tức giận nói. Giống hệt như vợ Mị Nhi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị, sau đó hắn chuyển sang ôm một mình Diệp Mộng Oánh, đồng thời cũng thuận tay ném khẩu súng tự động xuống. Khẩu súng nện lên người Tề Kim Thạch. Tên vệ sĩ của Tống Ngọc Mị cũng mơ hồ biết có chuyện gì đang xảy ra, hắn vung tay đập lên tay cầm súng của người phụ nữ mặc sườn xám. Đám người đang run như cầy sấy thấy tình cảnh như vậy thì lập tức hoan hô, lúc này Hạ Thiên nhàm chán và Diệp Mộng Oánh đã đi ra ngoài. Tống Ngọc Mị cũng nhanh chóng đi ra, sau đó phát hiện hai tên vệ sĩ cao lớn ở trước cửa đã bị Hạ Thiên đánh ngã, vì vậy mà trong lòng nàng không khỏi có một ý nghĩ, người kia quá bạo lực. Vợ Mị Mị, bây giờ chị muốn chạy sao? Hạ Thiên lúc này quay đầu nhìn Tống Ngọc Mị rồi cười nói. Tống Ngọc Mị không hiểu. Chạy cái gì? Hạ Thiên trừng mắt. Chị không chạy thì sao tôi theo đuổi? Tống Ngọc Mị chợt chán nản, người này là thật hay giả vờ ngu ngơ? Nàng nói tạo cơ hội để theo đuổi, chứ không phải có ý đuổi theo. Chạy mau, ngay sau đó tôi sẽ đuổi theo, nếu tôi đuổi được thì phải cho ôm đấy. Hạ Thiên thúc giục. Cậu thích đuổi thì cứ đuổi. Tống Ngọc Mị căn giận nói. Sau đó nàng đi về phía một chiếc xe Maserati, xe khởi động rồi chạy như bay ra ngoài khu biệt thự. Xe còn chưa ra khỏi khu biệt thự thì Tống Ngọc Mị đã nghe thấy một âm thanh vang lên ở ghế lái phụ. Vợ Mị Mị, tôi đã đuổi theo chị được rồi. Chương 582, tôi sẽ tắm giúp chị. Tống Ngọc Mị quay đầu và thấy Hạ Thiên đã ngồi bên trên ghế lái phụ, vì vậy mà nàng chợt hoảng sợ, thiếu chút nữa đã thét toáng lên. Cũng may tố chất tâm lý của nàng rất vững. Cuối cùng cũng nhịn được. Tôi đã nói muốn ôm chị, bây giờ phải để tôi ôm. Hạ Thiên cũng không quan tâm Tống Ngọc Mị có đồng ý hay không, hắn dùng một tay ôm lấy nàng. Tống Ngọc Mị đáng thương đang lái xe nên không dám động đậy, chỉ biết tranh thủ thắng xe. Nhưng khi nàng thắng xe thì cảm thấy gò má hơi nóng, thì ra Hạ Thiên đã kiss nàng một phát. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Mị Mị, chị đã là người của tôi, vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm chị. Bây giờ tôi phải đi với mỹ nữ tỷ tỷ. Hạ Thiên vừa dứt lời thì biến mất trong tầm mắt Tống Ngọc Mị, lúc này Tống Ngọc Mị đáng thương đang nghiến răng nghiến lợi, nàng đơn giản không có đối tượng phát tiết. Khoảnh khắc sau nàng đã thấy một chiếc Porsche màu hồng chạy qua, người trên xe là Diệp Mộng Oánh và Hạ Thiên. Khốn nạn, sắc lang, lưu manh. Tống Ngọc Mị mắng một chuỗi dài, cuối cùng nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng không ngờ loại khốn nạn kia sao có bản lĩnh lớn như vậy. Đại tiểu thư, một âm thanh trầm thấp vang lên, tên vệ sĩ đã đến bên cạnh xe. Có chuyện gì? Tống Ngọc Mị tức giận hỏi. Đại tiểu thư, cô thật sự quyết định như vậy sao? Tên vệ sĩ có chút bất an. Sự việc tôi đã quyết định, có bao giờ thay đổi chưa? Tống Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng, tên vệ sĩ có hơi khựng lại, Tống Ngọc Mị lại mất kiên nhẫn. Có gì cứ nói. Đại tiểu thư. Hạ Thiên này rất nguy hiểm, hơn nữa nghe nói còn rất lăng nhăng, tôi sợ cô gặp phải thiệt thòi. Tên vệ sĩ khẽ nói. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị hòa hoãn được một chút, nàng biết rõ tên vệ sĩ quan tâm đến mình, nàng cũng biết lời của hắn không sai, Hạ Thiên rất nguy hiểm. Nếu trước đó nàng chưa có quan điểm chính xác về sự nguy hiểm của Hạ Thiên, bây giờ nàng đã hiểu, nàng đang chơi với lửa. Tên khốn kia chẳng phải thánh nhân, nàng biết rõ điều này. Nhưng trước nay nàng luôn ẩn nhẫn để thực hiện mục tiêu, vì thực hiện mục tiêu này mà có bao nhiêu hậu quả cũng không nên xem xét nhiều. Hạ Thiên, rốt cuộc ngươi có bí mật gì? Ngươi và cô ấy có quan hệ gì? Trong đầu Tống Ngọc Mị nghĩ về những vấn đề này, khi nàng đang nghĩ về hắn thì hắn cũng nghĩ về nàng. Tuy thời gian chiều nay phần lớn là nhàm chán nhưng thu hoạch cuối cùng lại rất thỏa mãn. Nếu Tống Ngọc Mị này có liên quan đến Tống Ngọc Mị kia, như vậy trước tiên hắn lấy Tống Ngọc Mị này làm vợ. Sau đó biết thêm được nhiều chuyện về Tống Ngọc Mị kia. Đến lúc đó hắn có thể bắt lấy Tống Ngọc Mị kia, sẽ không cần lo lắng Tống Ngọc Mị kia sẽ đến làm phiền thần tiên tỷ tỷ. Nếu so với một Hạ Thiên rất vui sướng thì tâm tình của Diệp Mộng Oánh là không tốt lắm, nàng vốn muốn biết nhiều hơn về những hội đấu giá tư nhân, nhưng không ngờ nhà siêu tập cổ vật nổi tiếng kia chẳng khác nào quân trộm cướp, điều này làm nàng thất vọng não nề. Còn quan hệ giữa Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị, điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái. Nhưng Hạ Thiên về xe nàng rất nhanh, vì vậy mà tâm tình của nàng cũng khá hẳn lên. Sau khi Diệp Mộng Oánh về đến khách sạn thì đã gần đến 6 giờ, hai người trước tiên đến nhà hàng dùng cơm rồi mới về phòng. Diệp Mộng Oánh kéo cửa tủ quần áo, nàng vừa mở vừa nói.
tôi đi tắm trước. Sao? Hạ Thiên nhíu mày, hắn thì thào. Đúng là kỳ quái, vì sao có cảm giác kẻ nào nhìn mình nhỉ? Diệp Mộng Oánh không khỏi khẽ cười. Không phải tôi đang nhìn cậu sao? Diệp Mộng Oánh cởi áo ngoài vứt lên đầu giường, sau đó nàng đi đến phòng tắm. Kỳ quái, sao lại có cảm giác này nhỉ? Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn ngẩng đầu thấy Diệp Mộng Oánh đã vào phòng tắm, hắn vội vàng hô lên. Mỹ nữ tỷ tỷ, chờ chút. Diệp Mộng Oánh quay đầu nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt hơi đỏ. Làm sao vậy? Vô tình chống ngực của Diệp Mộng Oánh đập nhanh hơn rất nhiều, nàng không khỏi nghĩ rằng Hạ Thiên muốn tắm Huyền Ương. Trong lòng nàng có chút bất an, nếu hắn thật sự đề xuất vấn đề, nàng nên đồng ý hay từ chối. Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên không cần tắm rửa, chờ một chút tôi sẽ giúp chị tắm. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Sao phải chờ một lúc nữa? Gương mặt Diệp Mộng Oánh lại càng đỏ, thầm nghĩ chẳng phải Hạ Thiên muốn, làm trước, rồi tắm sau đấy chứ. Hạ Thiên thật sự cũng không có ý nghĩ sẽ, làm, Diệp Mộng Oánh, hắn chân thành nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên tôi sẽ tẩy tủy trước cho chị. Tẩy tủy sao? Diệp Mộng Oánh có chút mơ hồ. Đó là gì? Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích cho Diệp Mộng Oánh một lượt, hắn đã quyết định sẽ dùng nghịch thiên đệ tứ châm để tẩy tủy cho các bà vợ, như vậy chẳng những làm cho các nàng bảo trì tuổi xuân và không sinh bệnh, hơn nữa còn đẩy mạnh công lực. Chuyện tốt như vậy tất nhiên hắn phải làm. Diệp Mộng Oánh nhanh chóng hiểu được thế nào là tẩy tủy, cũng biết rõ lợi ích của tẩy tủy. Nàng trước nay rất tin tưởng y thuật của Hạ Thiên, tất nhiên nàng sẽ đồng ý cho hắn tẩy tủy. Nhưng khi nghe Hạ Thiên nói một câu thì nàng cảm thấy mình hiểu không sai, vì Hạ Thiên nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị cởi quần áo ra đi. Cởi quần áo sao? Diệp Mộng Oánh có chút chần chừ. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Nếu không tôi giúp chị. Thôi, để tôi tự cởi. Diệp Mộng Oánh đỏ mặt, nàng do dự vài giây rồi bắt đầu cởi áo váy. Khoảnh khắc này ở bãi đậu xe khách sạn, trong một chiếc xe 16 chỗ có một người đàn ông đang đấm ngực dậm chân. Đúng là thất bại, hắn đặt vị trí camera quá thất bại, hắn không nên đặt lên đầu giường, lại càng không nên chỉ đặt một cái camera. Điều này thì quá tốt, camera bị quần áo che phủ, hắn chỉ có thể nghe được âm thanh mà chẳng có hình ảnh gì, nếu không thì hắn có thể thưởng thức người đẹp nuôi hoàn toàn. Người đàn ông này hận không thể đâm đầu vào xe, lúc này ở trong phòng Diệp Mộng Oánh đã hoàn toàn lột trần trước mặt Hạ Thiên. Mỹ nữ tỷ tỷ, dáng người của chị rất tốt. Hạ Thiên tán thưởng vài tiếng. Mỹ nữ tỷ tỷ mặc quần áo thì dáng người còn có vẻ chưa trưởng thành, nhưng cởi ra thì con bà nó, hắn phát hiện ra chỗ nào cũng to tướng. Xem ra có nhiều lúc hắn nhìn lầm vấn đề và sự vật. Lúc đầu Diệp Mộng Oánh còn có chút thẹn thùng, nhưng lúc này nàng đã cởi tất cả trước mặt Hạ Thiên, nàng bình tĩnh trở lại. Nàng cười với hắn, cũng không che giấu bộ vị mấu chốt của mình, nàng khẽ nói. Chúng luôn là của cậu, bất cứ khi nào cậu muốn. Chương 583, Mộng Oánh lột xác. Vẫn là mỹ nữ tỷ tỷ tốt nhất, không giống như vợ Mị Nhi và vợ Mị Mị. Hạ Thiên cười hì hì, hắn thuận tay kéo Diệp Mộng Oánh vào trong lòng rồi bế nàng đặt ngang lên giường. Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên tôi giúp chị thi châm. Ừ. Diệp Mộng Oánh gật đầu. Cậu muốn làm gì cũng được. Thật ra Diệp Mộng Oánh đã sớm quyết định, nàng là người phụ nữ của Hạ Thiên. Nàng cũng đã sớm tuyên bố công khai Hạ Thiên là hôn phu của mình, bọn họ cùng nhau làm chuyện tình yêu cũng là bình thường. Thật ra đây là chuyện đương nhiên, nàng sở dĩ có chút căng thẳng và không thích ứng, chẳng qua vì nàng chưa từng có kinh nghiệm, lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này, vì vậy khó tránh khỏi vài chỗ mất tự nhiên. Trong lòng Hạ Thiên có chút khí nóng, tư thái hoàn mỹ của mỹ nữ tỷ tỷ làm lửa nóng bùng lên. Nhưng hắn nhanh chóng trừ bỏ những tạp niệm này, hắn lấy ra hai cây châm rồi chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó hai cây châm đồng thời đâm lên người Diệp Mộng Oánh. Nghịch thiên đệ tứ châm, tẩy tủy lại được tái hiện. Đây là lần thứ tư Hạ Thiên thi triển nghịch thiên đệ tứ châm, có thể nói là quen việc dễ làm, toàn bộ quá trình cũng tự nhiên thuận lợi. Khoảng chừng một giờ sau thì quá trình thi châm đã kết thúc. Tất nhiên công lực của Hạ Thiên lại tăng lên, da thịt Diệp Mộng Oánh trắng nõn nà lại được phủ lên một lớp chất nhầy đen xì. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, sau đó hắn nói với Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, nên tắm rửa thôi. Xong chưa, Hạ Thiên, tôi có chút không thoải mái, trên người dính dính, mắt như không mở ra được. Diệp Mộng Oánh có chút bất an. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đừng sợ, đợi khi tôi giúp chị tắm rửa xong thì sẽ chẳng còn việc gì đáng lo. Hạ Thiên cười hì hì,
hắn bế Diệp Mộng Oánh lên, sau đó đi vào phòng tắm. Hạ Thiên giúp Diệp Mộng Oánh tắm rửa không nhanh không chậm, khi da thịt của nàng được cọ rửa sạch sẽ thì hai bàn tay mang theo lửa nóng liên tục xoa bóp những bộ phận mẫn cảm trên người. Sau khi làn da đen xì của Diệp Mộng Oánh trở nên trắng muốt thì bắt đầu có chút phấn hồng, cặp mắt đẹp cũng long lanh nước, nhẹ nhàng kiều mị, cảm giác quyến rũ làm đàn ông đối diện khó thể nuốt nước miếng. Mỹ nữ tỷ tỷ, đã xong, chúng ta lên giường thôi. Hạ Thiên cười hì hì bên tai Diệp Mộng Oánh. Ừ. Diệp Mộng Oánh đã nhắm mắt, gương mặt sớm đỏ rực. Hạ Thiên ôm Diệp Mộng Oánh đi đến bên giường, hắn khẽ đặt nàng lên giường, tất cả thuận lợi như nước chảy thành sông. Khi Diệp Mộng Oánh khẽ kêu lên một tiếng đau đớn thì hai người tan ra thành một thể, lúc này tỷ phú thành phố Giang Hải, chủ tịch tập đoàn Thiên Nam đã bước qua thời gian quá độ và trở thành phụ nữ sau một đêm. Vô tình đã đến khuya. Chồng, nghỉ ngơi một chút được không? Diệp Mộng Oánh khẽ năn nỉ, nàng đã sớm thay đổi cách xưng hô, vì nàng thấy bây giờ Hạ Thiên đã là đàn ông của mình, xưng hô thế này mới phù hợp. Hạ Thiên không nói gì, vì lúc này hắn đang bận rộn, hai bàn tay xoa bóp thân núi, miệng ngậm hòn bồ đào trên đỉnh núi. Cảm giác khủng bố liên tục đánh úp lại, Diệp Mộng Oánh nhanh chóng co giật. Thân thể nàng tương đối mẫn cảm, vì vậy một buổi tối không biết lên đến đỉnh cao bao nhiêu lần. Chồng, thật sự không thể. Sau đó Diệp Mộng Oánh lại năn nỉ, người phụ nữ có vẻ như khối băng trước mặt người ngoài bắt đầu làm nũng với Hạ Thiên. Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng vận động trên người Diệp Mộng Oánh, cũng không phải vì nàng năn nỉ có hiệu quả, mà lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Muộn thế này rồi, là ai vậy? Diệp Mộng Oánh khẽ phàn nàn. Đừng quan tâm đến người ta. Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó bắt đầu cầy cấy trên người Diệp Mộng Oánh. Đùng, đùng, đùng. Âm thanh gõ cửa chẳng những không ngừng mà còn mạnh hơn. Ai vậy? Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được. Đưa vợ đến đây. Ngoài cửa truyền đến một âm thanh trêu tức, Hạ Thiên chợt nhận ra, người này là Isabella. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì nhanh chóng kéo cửa, sau đó hắn kéo Isabella vào trong, hắn đóng cửa và nhanh chóng ôm nàng phóng lên giường. Chị Isabella, chị không phải đưa vợ sư tỷ xinh đẹp đến sao? Vì sao chỉ có một người? Hạ Thiên đặt thân thể nở nang lồi lõm của Isabella xuống bên dưới mình, sau đó dùng giọng bất mãn nói. Isabella nở nụ cười quyến rũ. Chồng, tôi nào có nói như vậy, tôi chỉ nói mang vợ đến cho cậu, cậu xem, đây không phải vợ ngon sao? Chị Isabella, lừa gạt chồng là không tốt, tôi sẽ trừng phạt chị. Hạ Thiên càng bất mãn. Nụ cười của Isabella càng thêm quyến rũ. Chồng, người ta đến cho cậu trừng phạt mà. Diệp Mộng Oánh lúc này đã nhận ra Isabella chính là người đẹp tóc vàng lúc chưa ở nhà hàng, nàng cuối cùng cũng hiểu, người đẹp ngoại quốc này cũng là phụ nữ của Hạ Thiên. Cũng không biết chồng có bao nhiêu phụ nữ của mình. Trong đầu Diệp Mộng Oánh có chút suy nghĩ bất đắc dĩ, đúng lúc này cảm giác cực kỳ mệt mỏi truyền đến, dù bên cạnh có một người phụ nữ nằm đấy nhưng nàng vẫn ngủ đi say sưa. Khi Diệp Mộng Oánh tỉnh lại thì đã là sáng sớm, nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng Hạ Thiên. Mà hai bộ vị cao ngất trước ngực đang được hắn xoa nắn, một cảm giác khác thường từ nơi nào đó truyền đến, sau đó lan tỏa khắp toàn thân. Diệp Mộng Oánh vô thức liếc qua bên cạnh, nơi đó trống không, người đẹp ngoại quốc Isabella đã không còn ở đây, điều này làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị tỉnh rồi à? Hạ Thiên cười hì hì, nhưng Diệp Mộng Oánh không biết cả đêm hắn thức hay ngủ. Cô ấy đâu? Diệp Mộng Oánh không nhịn được phải hỏi. Chị nói Isabella sao? Hạ Thiên mở lớn mắt. Chị ấy đi xử lý ai đó rồi, ở đây sẽ thêm phiền, vì vậy mới đi trước. Sao? Diệp Mộng Oánh lắp bắp kinh hãi. Cô ấy đi giết người à? Đúng vậy, chị Isabella vốn là sát thủ, giết người cũng là bình thường. Hạ Thiên có vẻ lơ đễnh. Diệp Mộng Oánh chợt ngẩn ngơ, Isabella là sát thủ sao? Tối qua nàng ngủ ở bên cạnh sát thủ à? Diệp Mộng Oánh nghĩ đến giết người mới nhớ đến vấn đề trong lòng, nàng trở mình ghé sát lên người Hạ Thiên, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn. Chồng, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Mỹ nữ tỷ tỷ, có chuyện gì? Hạ Thiên có chút buồn bực. Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân, hai người bọn họ chết đi có liên quan đến cậu không? Diệp Mộng Oánh khẽ hỏi, thật ra khi gặp mặt Hạ Thiên thì nàng đã muốn hỏi vấn đề này, nhưng nàng không tìm được cơ hội. Chương 584, sập giường. À, bọn họ sao? Tôi cho bọn họ uống chút ma túy,
sau đó bọn họ chết. Hạ Thiên cũng không giấu Diệp Mộng Oánh, hắn thuận miệng nói ra. Á! Diệp Mộng Oánh hô lên kinh hoàng. Cậu giết bọn họ sao? Đúng vậy, hai tên ngốc này làm cho Tô Tiểu Sán phải nghiện thuốc, hơn nữa còn muốn dùng biện pháp này để đối phó với chị, tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Diệp Mộng Oánh chợt sững sờ. Tô Tiểu Sán nghiện rồi sao? Có chuyện gì xảy ra? À, Tô Tiểu Sán quá ngốc, hắn bị Diệp Mộng Vân tính kế, nhưng tôi đã chỉ cho anh ta rồi. Nhưng Tô Tiểu Sán nói cho tôi biết, Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt muốn dùng cách này để đối phó với chị, vì vậy tôi cho bọn họ sử dụng ma túy của chính mình. Hạ Thiên vừa nói vừa vuốt ve cơ thể của Diệp Mộng Oánh. À, thân thể mềm mại của Diệp Mộng Oánh có hơi run, thân thể mẫn cảm của nàng liên tục bị Hạ Thiên khiêu khích, vì vậy mà không khỏi rên rỉ, sau đó khẽ năn nỉ. Trước tiên đừng làm loạn nữa, cậu phải nhớ kỹ, những chuyện cậu vừa nói với tôi, không được nói cho người khác biết. Nếu người khác có hỏi Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt chết như thế nào thì cậu đừng nói ra sự thật đấy. Tôi biết rồi, chị là vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ nói cho chị biết, tôi chắc chắn sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó hắn trừng mắt nhìn Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, sáng sớm chị có tập thể dục không? Tôi không tập thể dục, sao vậy? Diệp Mộng Oánh không kịp phản ứng, trong lòng có chút buồn bực, vì sao Hạ Thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Mỹ nữ tỷ tỷ, như vậy thì không được, buổi sáng nhất định phải vận động rèn luyện thân thể. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Diệp Mộng Oánh có chút sở khóc sở cười, sau đó nàng nói. Được rồi, bây giờ cậu cho tôi thức dậy, chúng ta ra ngoài tản bộ. Mỹ nữ tỷ tỷ, có nhiều phương pháp tập thể dục, chúng ta không cần rời khỏi giường vẫn có thể rèn luyện thân thể. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Diệp Mộng Oánh có chút kỳ quái. Không thức dậy thì sao rèn luyện? Diệp Mộng Oánh cũng không kịp nói hết lời, cũng không phải nàng bị chặn miệng, mà nàng đã hiểu vì sao không thức dậy vẫn có thể rèn luyện. Lúc này nàng mới hiểu, đây gọi là luyện công buổi sáng. Đúng lúc này tên đàn ông ngồi ngây người trong xe cả buổi tối đã nhịn không được phải mắng một câu. Con bà nó, lại leo lên người phụ nữ nữa à? Chúng mày không biết làm phiền ông lắm sao? Tên đàn ông dừng lại một chút rồi mắng. Thôi bỏ, ông xem như không nghe là được. Ông đã sắp chết thèm rồi. Nhưng khi nghĩ lại những gì nghe được vào đêm qua thì tên đàn ông có chút hưng phấn, ngay cả đêm cuối cùng cũng có thu hoạch, những tin tức bí mật như vậy tuyệt đối sẽ có được giá tốt. Trần tiên sinh, sự việc đã xong, chúng ta gặp mặt ở đâu? Tên đàn ông gọi điện thoại, sau đó hắn nghe đối phương nói địa chỉ, cuối cùng gật đầu. Được, nửa giờ sau gặp lại. Tên đàn ông cúp điện thoại, hắn ngồi chồm hổm cả đêm. Bây giờ cuối cùng cũng có thể rời khỏi bãi đậu xe khách sạn. Trong một gian phòng tình nhân nào đó của khách sạn, bên trong đang diễn ra một trận chiến căng sức. Diệp Mộng Oánh rên lên một tiếng cao vút, thân thể co giật, nàng vô thức dùng tay chụp vào ga giường, một luồng lực lượng khổng lồ bùng ra, cái giường đổ sụp. Khi giường đổ sụp thì quá trình luyện công của hai người coi như kết thúc. Điều này, sao lại thế này? Diệp Mộng Oánh khẽ hỏi. Hạ Thiên cười hì hì. Không có gì, giường sập mà thôi. Diệp Mộng Oánh mắc cỡ đến mức gương mặt đỏ bừng, khoảnh khắc này muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trời ạ, nàng rõ ràng có động tác gợi tình mạnh mẽ như vậy, ngay cả giường cũng sập, như vậy không khó xử sao. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi qua tôi quên dạy chị nội công tâm pháp, bây giờ tôi dạy chị. Hạ Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, Diệp Mộng Oánh chẳng qua chỉ vô tình đạt khoái cảm, vì vậy mà dùng sức giãy giụa mà thôi. Diệp Mộng Oánh rất mơ hồ, cái gì là nội công tâm pháp? Nhưng sau khi Hạ Thiên giải thích một lượt thì Diệp Mộng Oánh cuối cùng cũng hiểu, thì ra không phải là nàng quá phóng đãng trên giường, chẳng qua nàng đột nhiên có sức lực lớn, vì vậy nên giường mới sập. Nhưng nàng nghĩ đến biểu hiện co giật của mình vừa rồi mà gương mặt vẫn đỏ bừng bừng. Nội công tâm pháp kia phải mất bao lâu mới học được? Diệp Mộng Oánh cuối cùng cũng mặc quần áo tử tế, nàng che giấu thân thể mỏng nước của mình, sau đó dò hỏi. Cũng không quá lâu, nhanh thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Diệp Mộng Oánh, mỹ nữ tỷ tỷ mặc nhiều quần áo như vậy mà vẫn còn rất hấp dẫn. Trong cơ thể có chân khí nên học sẽ dễ hơn, chị chỉ cần dẫn dắt chân khí theo một con đường nhất định là được, nếu trong cơ thể không có chân khí thì sẽ mất thời gian rất dài. Như vậy sao, bây giờ tôi sẽ học. Diệp Mộng Oánh nói, tuy nàng vẫn không hiểu quá rõ nhưng vẫn rất tin tưởng Hạ Thiên ở những sự việc thần kỳ.
Cổng một khu dân cư xa hoa ở thủ đô có một chiếc xe 16 chỗ, trong xe là một người đàn ông khoảng 30, vẻ mặt ủ rũ, đang hút một điếu thuốc, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, rõ ràng là thức cả đêm. Người đàn ông nhìn chiếc xe xa hoa chạy từ trong khu dân cư ra ngoài mà không khỏi thầm mắng một câu, không biết lúc nào hắn mới được chạy loại xe như thế kia. Người đàn ông nhìn đĩa CD trên tay mà trong mắt lóe lên cái nhìn hưng phấn, chỉ cần lợi dụng tốt thì dù mua xe mua nhà cao cấp cũng không thành vấn đề. Mẹ kiếp, Kim Điền ta dù gì cũng là thám tử tư đệ nhất thủ đô, sao có thể tiếp tục ở vào thời điểm khổ sở thế này được. Người đàn ông bóp nát đầu thuốc, hắn nhớ đến tình cảnh ngồi chồm hổm cả đêm qua mà càng thêm bất bình. Tên khốn kia lớn lên với bộ dạng chó chết, sao có thể, làm việc cả đêm với người đẹp như vậy. Hoạt động với người đẹp kia còn chưa tính, hơn nữa còn chơi song phi, đáng giận nhất là camera bị che, hắn muốn xem cũng bó tay, vì vậy mà cảm thấy rất ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu. Đợi đến khi ông có tiền, ông sẽ lập tức đi tìm một tá tiểu thư, sẽ là vua giữa người đẹp. Kim Điền căm giận nghĩ, nhưng ngay sau đó hắn lại bác bỏ ý nghĩ này, một tá tiểu thư ít nhất cũng mất vài ngàn đồng. Đúng lúc này một người đàn ông cao lớn anh Tuấn từ trong khu dân cư đi ra, ngay sau đó đã đến bên cạnh xe, hắn kéo cửa chui vào. Trần tiên sinh, sớm thế. Tên đàn ông cười cười với đối phương, bộ dạng nịnh nọt. Người đàn ông trẻ tuổi này chính là Trần Tự Cường, là khách hàng cũ của hắn. Anh Kim, anh nói sự việc đã xong, có phải không? Trần Tự Cường cũng rất khách khí với Kim Điền. Chương 585, Thám Tử Tư. Tôi làm việc thì anh cứ yên tâm, những gì anh muốn tôi làm, chẳng phải những lần trước luôn thỏa đáng sao. Kim Điền vừa nói vừa cầm máy tính, hắn bỏ đĩa quang vào, sau đó mở ra. Trần tiên sinh, anh trực tiếp xem đi. Trên video xuất hiện một nam một nữ, đúng là Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh. Sau đó Trần Tự Cường nhìn thấy Diệp Mộng Oánh cởi áo khoác, màn hình chợt biến thành màu đen, vì vậy hắn không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra? Chỉ như vậy thôi sao? Cái này căn bản là vô dụng. Trần tiên sinh, anh đừng vội. Kim Điền nhanh chóng có vài thao tác trên máy tính, sau đó hắn có chút đắc ý. Trần tiên sinh, chuẩn bị nghe nội dung kế tiếp. Chồng, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Mỹ nữ tỷ tỷ, có chuyện gì? Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân chết đi có liên quan đến cậu không? À, bọn họ sao? Tôi cho bọn họ ăn chút ma túy, vì vậy chết giấc. Á, cậu thật sự giết bọn họ. Đúng vậy, hai tên ngốc kia dám làm cho Tô Tiểu Sán bị nghiện ma túy, hơn nữa còn muốn dùng biện pháp này để đối phó với chị, tất nhiên tôi phải cho bọn họ biết tay. Trần Tự Cường nghe được đoạn đối thoại này thì lập tức hưng phấn. Tốt, quá tốt, anh Kim, làm tốt lắm, đúng là không hổ danh đệ nhất thám tử thủ đô. Trần tiên sinh, tôi đã nói sẽ không để anh thất vọng. Kim Điền có chút đắc ý, sau đó vẻ mặt trở nên nịnh nọt. Trần tiên sinh, còn chuyện tiền nong. Tiền không thành vấn đề, anh nói giá đi. Trần Tự Cường tỏ ra rất sảng khoái. Trần tiên sinh, anh cũng biết thứ này mất của tôi rất nhiều thời gian, hơn nữa giá trị của nó. Kim Điền rõ ràng muốn ra giá cao. Thế này đi, nơi đây tôi có 100 ngàn, đều cho anh, thế nào? Trần Tự Cường cầm lấy một túi văn kiện đưa cho Kim Điền. Nếu không có vấn đề thì đưa đĩa cho tôi có việc. Được, được. Không thành vấn đề. Kim Điền rất mừng, 100 ngàn, đây là lần đầu tiên hắn có được lợi nhuận lớn như vậy, hắn hầu như đưa đĩa cho Trần Tự Cường không chút do dự, sau đó nhận tiền. Cứ như vậy nhé, tôi đi trước. Trần Tự Cường cầm lấy đĩa rồi xuống xe bỏ đi, lại quay vào trong khu dân cư. Kim Điền lúc này đang xem số tiền mặt, hắn đắm chìm vào trong hưng phấn, chỉ một đêm mà lời hơn 100 ngàn, đúng là may mắn. Kim Điền năm nay đã 30. Hắn vẫn cho rằng mình trời sinh ra để làm trinh thám, đặc biệt là thời thiếu niên đọc truyện trinh thám thì hắn càng cảm thấy mình có thiên phú. Nghe nói người có ước mơ thường luôn thành công, nhưng dù sao cũng là nghe nói, Kim Điền từ nhỏ đến lớn mơ làm thám tử, nhưng sau này hắn biết Noss mình không tồn tại nghề nghiệp thám tử tư, vì vậy hắn quyết định làm cảnh sát. Nhưng đáng tiếc là những năm gần đây muốn làm cảnh sát cũng không dễ, hắn từng thi qua nhiều lần nhưng cuối cùng không đậu cảnh sát. Kim Điền rơi vào đường cùng mới mở một công ty điều tra tư nhân, nói là công ty thật ra cũng chỉ có một mình hắn. Tuy những năm gần đây không thiếu tồn tại thám tử tư, nhưng loại người như hắn cũng không thực chất là thám tử tư. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng có thiên phú, còn có danh tiếng,
sau đó hắn tự phong mình là thám tử tư đệ nhất thủ đô. Đáng tiếc là cuộc sống của một thám tử tư đệ nhất thủ đô cũng không ra gì, cả ngày phải liều mạng kiếm cơm, còn không bằng một Trần Tự Cường chuyên ăn bám. Đừng tưởng Kim Điền vừa rồi khách khí với Trần Tự Cường mà nghĩ rằng hắn xem trọng đối phương, thật ra trong lòng hắn rất xem thường Trần Tự Cường, vì hắn biết rõ Trần Tự Cường chỉ là một tên ăn bám, chỉ biết trèo lên người phú bà mà thôi. Trước đó Trần Tự Cường nhờ Kim Điền trợ giúp mới tìm được một phú bà để làm nhiệm vụ, giải sầu. Những năm gần đây không thiếu những phụ nữ xinh đẹp thích đàn ông đẹp trai làm bạn tình. Kim Điền cuối cùng cũng lẩm bẩm một câu. Không đúng, trước kia Trần Tự Cường đều rất keo kiệt, sao lần này phóng khoáng như vậy, cho mình những 100 ngàn. Sau khi hưng phấn thì Kim Điền chợt tỉnh táo lại, hắn cảm thấy lạ. Chẳng lẽ hai người kia có thân phận không tầm thường? Về nhà đã, sau đó điều tra thêm. Kim Điền nghĩ đến đây thì khởi động xe nhanh chóng chạy đi. Tòa nhà Vọng Kinh, 8 rưỡi sáng. Đỗ Tinh đang đứng ở cửa thang máy, nàng vừa chờ thang máy vừa thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Khi nàng quay đầu nhìn ra cửa thì ánh mắt cuối cùng không thèm di chuyển đi chỗ khác, vì nàng nhìn thấy một chiếc xe mà hận không thể phóng đến ôm lấy, một chiếc Rolls Royce Phantom. Cầu trời phù hộ, trong xe là anh đẹp trai sẽ yêu mình. Đỗ Tinh cầu nguyện trong lòng, sau đó cửa xe mở ra, một người đàn ông bước ra. Người này nhìn qua thì rất đẹp trai nhưng rất đáng tiếc, chỉ cần nhìn cách ăn mặc thì biết, hắn chỉ là một lái xe. Tên lái xe này nhanh chóng đi ra phía sau, hắn mở cửa xe rồi cung kính nói một câu gì đó, một người từ bên trong bước ra. Điều làm Đỗ Tinh thất vọng chính là đây không phải anh đẹp trai, hơn nữa càng làm nàng ghen ghét vì đây là một người đẹp dù là khí chất hay dáng người đều đẹp hơn nàng. Người đẹp này mặc một bộ đồ trắng, cặp chân dài làm cho Đỗ Tinh phải hâm mộ. Nàng đi về phía cao ốc không nhanh không chậm, tài xế kia lại không đi theo mà lái xe bỏ đi. Điều này làm cho nàng thất vọng, vì nếu một tên tài xế Rolls Royce mà yêu nàng cũng được, tốt xấu gì nàng cũng có thể được chạy Rolls Royce. Người phụ nữ chân dài mặc đồ trắng này nhanh chóng đến trước mặt Đỗ Tinh, sau đó còn bắt chuyện. Đỗ Tinh, đi làm sớm thế. Đỗ Tinh chợt sững sốt, người đẹp chạy Rolls Royce này biết mình sao? Vì sao nàng không biết đối phương? Không đúng. Không đúng, hình như có chút quen mắt thì phải. Đỗ Tinh nhìn kỹ và hô lên nghẹn ngào. Cô là Ninh Khiết sao? Nhìn lầm rồi, Đỗ Tinh nàng nhất định đã nhìn lầm, đây không phải là Ninh Khiết, không phải là Ninh Khiết. Đỗ Tinh thầm nghĩ, nàng hy vọng đối phương sẽ chối bỏ. Đáng tiếc là mọi chuyện thường không như ý muốn, người đẹp mặc áo quần trắng lại khẽ gật đầu, nàng cười nhạt một tiếng. Thế nào, không biết tôi sao? Tôi chỉ tháo kính mắt ra mà thôi. Cái gì là chỉ tháo kính mắt mà thôi? Đỗ Tinh rất muốn phản bác, làn da của Ninh Khiết rõ ràng đẹp hơn, chân cũng dài, thậm chí khí chất cũng không giống. Tóm lại, ngoài bộ dạng còn lờ mờ tương tự Ninh Khiết thì chẳng còn gì giống. Chương 586, Ninh Khiết biến đổi quá lớn. Nhưng Đỗ Tinh cũng không phản bác, nàng chợt sinh ra cảm giác tan vỡ. Thế đạo này là vậy sao? Một Ninh Khiết mắt cận như mù và chân dài chân ngắn lại trở nên xinh đẹp như vậy à? Điều này đúng là không có thiên lý, vì sao chuyện tốt như vậy không chuyển lên người nàng? Thang máy đến rồi. Ninh Khiết lúc này thản nhiên nói, sau đó nàng bước vào bên trong. Tuy Đỗ Tinh đang ngây cả người nhưng tốt xấu gì cũng theo vào. Vài phút sau công ty thời trang Y Nhân đã huyên náo. Không thể nào, đây là Ninh Khiết sao? Đúng là quá khó tưởng. Ninh Khiết khi nào thì xinh đẹp thế này? Còn đẹp hơn cả ngôi sao. Mắt đã tốt lên, chân dài, đúng là thần kỳ. Không phải có người giả mạo đấy chứ? Anh ngốc thế, ai thèm giả mạo Ninh Khiết? Nhất định là kỳ tích bạn trai thần y của cô ấy tạo ra, đúng là lợi hại, thật sự là thần y. Bây giờ nếu ai nói Hạ Thiên kia không phải là thần y, tôi chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Mọi người bàn luận rôm rả, Ninh Khiết về lại vị trí của mình. Nàng cũng ngồi xuống chiếc ghế cũ, mở máy tính. Những lời mọi người nghị luận với nhau nàng nghe được rất rõ, nàng có thể hiểu được sự kinh ngạc của mọi người, thực tế dù là nàng đến bây giờ cũng cảm thấy như ảo giác. Tối hôm đó Ninh Khiết đến gặp mặt một người phụ nữ mà đến bây giờ còn chưa biết tên, thực tế đến bây giờ nàng còn chưa được nhìn thấy dung mạo của đối phương, nhưng người phụ nữ kia thật sự là sư phụ của nàng. Ninh Khiết từ trong miệng người phụ nữ kia mà nghe được rất nhiều chuyện. Nàng cũng biết kể từ khi đó mình không còn là người thường. Vì trong người nàng có linh khí, chính vì vậy mà người phụ nữ kia mới thu nàng làm đệ tử.
Sau khi Ninh Khiết trở thành đệ tử của người phụ nữ kia, nàng chợt có thân phận hiển hách, vì nàng là đệ tử duy nhất của người phụ nữ kia, hơn nữa cả Tống gia, là một gia tộc khổng lồ rất tôn kính vị sư phụ này của nàng. Bây giờ bọn họ cũng rất tôn kính nàng. Tất cả đến với nàng quá đột ngột, đột nhiên đến mức đến lúc này nàng vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, tất cả không phải là giấc mộng, là sự thật. Nàng cần phải nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi này, sau này cuộc sống của nàng sẽ khác trước hoàn toàn. Tất cả nguyên nhân đều đến từ Hạ Thiên kia, bây giờ nàng không biết nên hận hắn hay cảm tạ hắn, vì có hắn mà bây giờ bản tính của nàng biến đổi, cũng vì hắn mà bây giờ nàng thực hiện được nguyện vọng của mình. Bây giờ nàng là người đẹp, cũng là tài nữ, nàng đi làm có Rolls Royce đưa đón, hơn nữa chỉ cần nàng tình nguyện thì sẽ có rất nhiều tư kỷ minh, nhưng nàng bây giờ vẫn muốn làm một nhân viên thiết kế thời trang tầm thường, vì vậy nàng phải đến đây đi làm. Các người ồn ào gì vậy? Một âm thanh bất mãn từ cửa truyền vào, mọi người im lặng, ai về chỗ nấy, vì người vào chính là ông chủ công ty, là Trương Cửu Kim. Chào ông chủ. Ninh Khiết chủ động bắt chuyện với Trương Cửu Kim. Khi Trương Cửu Kim nhìn thấy Ninh Khiết thì không khỏi sững sờ, ngay sau đó hắn dùng giọng khó tin hỏi. Cô là Ninh Khiết sao? Cô chỉ hết bệnh rồi à? Đúng vậy, tôi đã hết bệnh. Ninh Khiết gật đầu nói. Đúng là thần y. Trong mắt Trương Cửu Kim lóe lên cái nhìn có chút ham muốn, rõ ràng dáng người và bộ dạng của Ninh Khiết làm hắn động tâm. Không thể nghi ngờ Trương Cửu Kim này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nếu không sẽ chẳng thâu tóm một người như Đỗ Tinh làm tình nhân. Trước kia hắn không có ý nghĩ với Ninh Khiết, vì Ninh Khiết chẳng có gì khơi gợi hứng thú của hắn. Nhưng bây giờ Ninh Khiết đã là người đẹp siêu cấp, nếu hắn không có ý nghĩ khác lạ thì không bình thường. Nhưng lúc này Trương Cửu Kim tạm thời không hành động, đối với hắn mà nói thì có một chuyện quan trọng hơn, vì vậy hắn hỏi ngay. Ninh Khiết, vậy cô đã nói chuyện của tôi với thần y chưa? Khi nào thì anh ấy có thể đến xem bệnh? Ông chủ, cậu ta đã đồng ý rồi, nhưng thời gian cụ thể còn chưa xác định, tôi sẽ điện thoại hỏi thăm. Ninh Khiết trả lời. Vậy thì được, Ninh Khiết, việc này kính nhờ cô. Trương Cửu Kim không thể không nôn nóng, còn chuyện Ninh Khiết xinh đẹp lộng lẫy, hắn không cần gấp. Dù sao nàng cũng đi làm trong công ty của hắn, hắn cần gì phải sợ nàng bỏ chạy. Trương Cửu Kim nhanh chóng vào phòng làm việc của mình, Đỗ Tinh tất nhiên sẽ đi theo. Đám người nói gì bên trong phòng thì Ninh Khiết không quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm, khi một người có thân phận biến đổi thì cách nhìn không còn giống như trước, bây giờ cách suy nghĩ của Ninh Khiết cũng biến đổi. Điện thoại vang lên, Ninh Khiết lấy ra xem, người gọi đến là Trương Đan. Ninh Khiết, bạn không sao đấy chứ? Mấy ngày qua mình không điện thoại được cho bạn, Tống gia kia cũng không nói bạn làm gì ở đâu, điều này làm tôi nôn nóng muốn chết, thiếu chút nữa đã đi báo cảnh sát. Điện thoại vừa nối thông thì Trương Đan đã vội vàng nói. Tôi không sao. Ninh Khiết nói, có câu nói hoạn nạn gặp chân tình. Trước kia khi còn học đại học thì Ninh Khiết còn chưa cảm thấy Trương Đan thật lòng, nhưng sau sự kiện lần trước thì nàng phát hiện ra Trương Đan là bạn chí cốt của mình. Ninh Khiết dừng lại một chút rồi bổ sung. Trương Đan, tối có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi dùng cơm. Tối sao? Đi, không có vấn đề, bạn nói địa điểm đi. Trương Đan suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Địa điểm tạm thời chưa xác định, thế này đi, tối bạn tan tầm thì đứng ở cổng công ty, mình sẽ đến đón. Ninh Khiết suy nghĩ rồi nói. Vậy thì được, cứ như vậy nhé, bạn không có việc gì là tốt rồi, tôi còn làm việc, tối dùng cơm sẽ tiếp tục trò chuyện. Trương Đan bây giờ có chút bề bộn, lúc này nàng biết Ninh Khiết không có gì, vì vậy nhanh chóng cúp điện thoại. Ninh Khiết cầm điện thoại, có nên điện thoại cho Hạ Thiên không? Diệp Mộng Oánh là người đẹp có trí tuệ, đáng tiếc là trước kia nàng chưa từng luyện công, vì vậy cũng không được như Tiểu Yêu Tinh có chỉ số thông minh cao vút. Vì thế dù trong người nàng có chân khí nhưng muốn dậy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhiều giờ trôi qua, mãi đến hơn 12 giờ trưa thì Diệp Mộng Oánh mới biết cách vận công, Hạ Thiên bỏ một buổi sáng chỉ dậy xem như không uổng phí. Sau này mỗi ngày đều phải vận công như vậy một thời gian sao? Diệp Mộng Oánh ngồi trên giường vận công. Nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, cũng có hứng thú với tâm pháp thế này. Tất nhiên nàng không biết thứ làm nàng sảng khoái tinh thần chính là chân khí, cũng chẳng phải nội công tâm pháp mà nàng vừa học được. Chương 587, hung án trong khách sạn. À, mỗi ngày ít nhất phải vận công một vòng, nhiều một chút cũng tốt hơn. Hạ Thiên trả lời. Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ rèn luyện mỗi ngày. Diệp Mộng Oánh gật đầu nói.
Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi dùng cơm thôi. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, hắn không ăn sáng, bây giờ bụng có hơi đói. Ừ, được. Được Hạ Thiên nhắc nhở một câu như vậy thì Diệp Mộng Oánh cũng cảm thấy đói bụng, nàng nhìn cái giường sụp đổ mà đỏ mặt, nàng nói. Chúng ta thu dọn rồi rời khỏi phòng, lát nữa sẽ đổi phòng khác. Hạ Thiên cũng không có ý kiến về vấn đề này, hắn chẳng có thứ gì thu dọn ngoài một chiếc túi bên trong có 1 triệu đồng tiền mặt. Diệp Mộng Oánh thì có một vài vật phẩm tùy thân nhưng cũng không nhiều, chỉ là một túi sách nhỏ, trên trong có vài bộ trang phục phụ nữ và những vật phẩm cần dùng. Diệp Mộng Oánh vừa ra khỏi phòng thì có thấy có gì đó kỳ lạ, nàng thấy trên hành lang có vài người, bọn họ đang hỏi điều gì đó, hơn nữa còn có 2 cảnh sát đang đến gõ cửa căn phòng cách đó không xa. Có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Mộng Oánh lầm bầm. Hạ Thiên ở bên cạnh nói một câu. Có người bị giết hại. Sao? Diệp Mộng Oánh ngẩn người, có người bị sát hại à? Diệp Mộng Oánh đang định nói gì đó thì đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp Isabella tối qua là sát thủ, sáng sớm Hạ Thiên còn nói Isabella đi giết người, chẳng phải ra tay trong khách sạn này chứ. Hai người đến đây một chút. Lúc này có một tên cảnh sát thấy Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh, vì vậy hắn vẫy tay, bộ dạng ra lệnh. Diệp Mộng Oánh khẽ nhíu mày, giọng điệu của viên cảnh sát kia làm nàng bất mãn, nhưng nàng không nói gì mà kéo tay Hạ Thiên đi về phía trước. Hai người bọn họ nhanh chóng đi đến, tên cảnh sát rất hài lòng. Hắn định nói gì đó nhưng lại ngây người, vì hắn phát hiện 2 người kia đi qua mà không dừng lại. Các người dừng lại. Tên cảnh sát lập tức nổi giận. Tên cảnh sát hô lên như vậy làm vài tên cảnh sát đang khám xét trong căn phòng bị đánh động, có một tên hỏi. Chuyện gì xảy ra? 2 người kia rất hiềm nghi, bắt bọn họ lại. Tên cảnh sát mở miệng nói, dù là thế nào thì bắt trước nói sau. Tên cảnh sát nói như vậy thì có 2 tên chạy lên chắn đường Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh. Này, cho khôn không chặn đường, anh đang đói, các chú cẩn thận kẻo anh làm thịt cầy 7 món. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn 2 tên cảnh sát. Diệp Mộng Oánh nghe như vậy thì có chút bất đắc dĩ, chồng không nói chuyện dễ dãi một lần sao. Nếu bây giờ đắc tội với cảnh sát thì sẽ có nhiều phiền phức. Mày nói gì? Quả nhiên tên cảnh sát lập tức nổi giận. Một tên cảnh sát trực tiếp lấy còng tay ra. Bây giờ tôi hoài nghi người này có liên quan đến vụ mưu sát, theo bọn tôi một chuyến. Anh đã nói là đói bụng, các chú đừng làm phiền. Hạ Thiên đưa tay dùng tốc độ nhanh như chớp để còng tay tên cảnh sát lại, sau đó hắn thuận tay ném đi, tên cảnh sát này đập lên người tên cảnh sát đầu tiên. Động tác của Hạ Thiên làm cho vẻ mặt của đám cảnh sát khác biến đổi lớn, một tên cảnh sát nhanh chóng rút súng, hắn chĩa vào Hạ Thiên. Không được nhúc nhích, 2 tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Này, mày không biết anh rất ghét tên nào chĩa súng vào người sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên cảnh sát. Ngồi xổm xuống, có nghe thấy không? Tên cảnh sát quát lên nghiêm nghị. Nếu không tôi sẽ nổ súng. Đúng lúc này có một tiếng quát khẽ vang lên từ hành lang. Mau dừng tay, buông súng. Tên cảnh sát có chút sững sốt, khoảnh khắc này hắn không buông súng ngay. Nhưng âm thanh vẫn tiếp tục vang lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đây là cục trưởng La, cục trưởng nói buông súng, không nghe sao? Cục trưởng La. Tên cảnh sát biết trong thủ đô có nhiều người họ La, nhưng trong cục công an thủ đô chỉ có 1 người, đó là cục trưởng cục công an La Dân Sinh, bất kỳ tên cảnh sát nào ở thủ đô cũng biết rõ điều này. Tên cảnh sát hạ súng không chút do dự, đúng lúc này Hạ Thiên đã tiến đến nhấc chân đạp ngã hắn xuống đất. Sau đó còn dùng giọng bất mãn nói một câu. Chú cho rằng buông súng thì anh không đánh à? Mày! Tên cảnh sát cảm thấy ngột ngạt, hắn đã muốn đứng lên liều mạng với Hạ Thiên. Dừng tay! La Dân Sinh đến gần rồi khẽ quát, sau đó lão quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng điệu có chút khách khí. Hạ thần y, chúng ta lại gặp nhau. Này, nghe tôi nói này ông lão, ông chạy đến đây làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chẳng phải chỉ là một người chết thôi sao? Ông dù gì cũng là cục trưởng, chút chuyện nhỏ nhặt thế này cũng tự mình đến xử lý sao? Hạ thần y, liên quan đến nhân mạng thì không phải chuyện nhỏ, tôi là cục trưởng cục công an, đến đây cũng là bình thường. La Dân Sinh giải thích một câu, nếu so sánh với người khác thì lão biết Hạ Thiên nhiều hơn, càng tận mắt được nhìn thấy năng lực của hắn, vì vậy mới không dám đắc tội. Hạ Thiên bĩu môi. Lừa gạt ai vậy? Tôi cũng không tin một tên ăn mày chết ông có thể đến tận nơi, chắc chắn là người chết có địa vị khá cao.
La Dân Sinh có chút xấu hổ, lão không phản bác, thực tế lời nói của Hạ Thiên rất đúng, một người bình thường thì sẽ chẳng phiền đến một cục trưởng như lão, sở dĩ lão phải đến đây vì thân phận người chết là không tầm thường. Đây là quan lớn một thành phố tuyến dưới, hơn nữa vị quan này có quan hệ ở thủ đô, vì vậy người này vừa chết thì có người điện thoại đến, lão không khỏi không đến. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đến là may mắn, nếu không đám cảnh sát này sẽ đều vào bệnh viện, đừng hòng ở lại tra án. Này, ông lão, tôi cũng không quan tâm các ông muốn làm gì, bây giờ tôi đi ăn cơm, đừng để đám người này cản tôi. Hạ Thiên cũng không có hứng thú quá lớn, hắn nói một câu với La Dân Sinh, sau đó kéo Diệp Mộng Oánh bỏ đi, lần này tất nhiên sẽ không có ai ra ngăn cản. Sân bay quốc tế ở thủ đô. Một người phụ nữ vừa xuống một chuyến bay từ Giang Hải đến thủ đô, xua lưng nàng có vài ba tên đàn ông đeo kiếm đen. Một chiếc Lincoln lặng lẽ chạy đến không một tiếng động rồi dừng lại trước mặt người phụ nữ đeo kính, nàng lập tức mở cửa xe ngồi vào không chút do dự. Xe khởi động rồi chuẩn bị chạy đi. Chờ chút, vệ sĩ còn chưa lên. Người phụ nữ đeo kính mở miệng nói. Nhưng xe đã không ngừng, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đám vệ sĩ ở phía sau cảm thấy không đúng cũng đuổi theo xe, hai tên ở lại lấy điện thoại ra bấm số. Anh là ai? Người phụ nữ đeo kính râm cảm thấy tình cảnh không đúng, nhưng nàng vẫn rất chấn định, nàng nhìn bóng lưng tài xế mà tức giận nói. Triệu Vũ Cơ, cô còn nhận ra tôi không? Lái xe quay đầu nhìn người phụ nữ đeo kính râm, một gương mặt tái nhợt hiện ra trong mắt nàng. Chương 588, Triệu Vũ Cơ hai mặt. Là anh. Người phụ nữ đeo kính râm chính là thiên hậu trong giới ca sĩ hoa ngữ Triệu Vũ Cơ, nàng nhìn người đàn ông lái xe, có vẻ rất kinh ngạc. Lý Minh Quang, anh định làm gì? Người lái xe chính là đội trưởng hắc báo Lý Minh Quang, chưa đến 10 ngày trước chỉ cần hắn rung tay cũng làm cho cả thủ đô phải kinh sợ, nhưng bây giờ người và vật đã không còn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn đã từ một thiếu gia uy phong rơi xuống thành một tù trốn trại, một chó nhà tang bị Long Tổ truy tìm, nói hắn té từ thiên đàng xuống địa ngục cũng không ngoa. Điện thoại cho Triệu công tử, nói là cô bị bắt cóc. Giọng điệu của Lý Minh Quang rất bình tĩnh làm người ta không thể cảm nhận được sự phẫn nộ. Triệu Vũ Cơ lại càng thêm bình tĩnh. Lý Minh Quang, tôi không hiểu anh đang nói gì. Cô nghĩ tôi không biết cô có liên quan đến Triệu công tử sao? Trong giọng nói của Lý Minh Quang có thêm chút trào phúng. Hoặc là cô muốn nói, cô không biết số điện thoại của hắn. Tôi biết rất nhiều người họ Triệu, không biết Triệu công tử trong lời nói của anh là Triệu công tử nào. Triệu Vũ Cơ vẫn rất bình tĩnh, không có chút giác ngộ bị bắt cóc. Triệu Vũ Cơ, cô cũng đừng giả vờ nữa. Trong giọng nói của Lý Minh Quang có thêm vài phần tức giận. Đừng tưởng không ai xác nhận quan hệ giữa cô với Triệu gia thì tôi không xác định được. Cô không điện thoại sao, để tôi điện thoại cũng được. Lý Minh Quang, anh tốt xấu gì cũng là người có thân phận, sao phải luân lạc đến mức thế này. Trong giọng nói của Triệu Vũ Cơ có chút thương cảm. Tôi đã nghe nói về những chuyện xảy ra với Lý gia, nói thật, tôi rất đồng tình với anh. Cô câm miệng cho tôi. Lý Minh Quang đột nhiên nổi giận. Tôi còn chưa đến mức để cô phải đồng tình. Triệu Vũ Cơ ngậm miệng lại nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Rõ ràng nàng không phải sợ hãi, nàng chẳng qua chỉ không muốn nói chuyện mà thôi. Lý Minh Quang vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Điện thoại chuyển rất nhanh, Lý Minh Quang dùng giọng trào phúng nói. Triệu công tử, bây giờ anh đang rất tốt phải không? Trước nay tôi đều rất tốt. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Triệu công tử, có thể thấy hắn không ngạc nhiên vì cuộc điện thoại của Lý Minh Quang. Triệu công tử, tôi thừa nhận Lý gia chúng tôi đã thua. Lý Minh Quang khẽ hừ một tiếng. Anh cố ý để Lý gia chúng tôi sống mái với Hạ Thiên, anh ở giữa âm mưu bất chính. Bây giờ Lý gia chúng tôi nhà nát cửa tan, mà anh thì chẳng tổn hao dù là một sợi tóc. Hơn nữa nếu tôi đoán không lầm thì đội hắc báo và huyền tổ của Lý gia chúng tôi đã rơi vào khống chế của anh rồi chứ. Lý Minh Quang, với ánh mắt của anh cũng đủ để chứng kiến chút chuyện đó. Trong lời nói của Triệu công tử mang theo vài phần khinh thường. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, tôi cũng không có hứng thú với hắc báo và huyền tổ, tôi biết rõ một đạo lý, đó là không nên quá độc ác. Triệu gia chúng tôi có địa vị hôm nay chẳng phải chiếm nhiều vị trí quá mấu chốt. Điều căn bản chính là chúng tôi không muốn chiếm tất cả nhưng Lý gia các người lại muốn. Triệu công tử, không cần anh phải dạy tôi nên làm thế nào. Lý Minh Quang quát lên phẫn nộ. Không cần coi tôi là tên ngốc,
Tôi biết anh cố ý nhả tin tức để tôi bỏ chạy khỏi bệnh viện, anh hy vọng tôi thoát khỏi bệnh viện sẽ liều mạng với Hạ Thiên phải không? Đáng tiếc là tôi sẽ chẳng để anh hoàn thành ước nguyện. Triệu công tử trầm mặc một lúc, sau đó hắn thản nhiên nói. Được rồi, tôi thừa nhận anh thông minh hơn tôi tưởng, nhưng chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết, anh muốn hòa giải với Hạ Thiên sao? Đừng quên hắn giết chết em trai của anh, hủy diệt nhà Lý gia. À, thuận tiện cũng nói cho anh biết, Lý Phá Vân đã bị Hạ Thiên đánh cho một trường, tuy còn chưa chết nhưng cũng chẳng sống thêm được vài tháng, còn nữa. Câm miệng. Lý Minh Quang rõ ràng bị Triệu công tử chọc giận, hắn gầm lên với điện thoại. Triệu công tử, tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao cũng sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên, mày muốn tao liều mạng với Hạ Thiên sao? Tao bây giờ cho mày và Hạ Thiên liều mạng, tao cho mày một giờ, mày phải giết chết Hạ Thiên cho tao. Lý Minh Quang, vừa rồi tôi còn tán thưởng anh thông minh, sao bây giờ lại ngu vậy? Triệu công tử thở dài. Anh cảm thấy tôi sẽ đi làm sao? Nếu mày không cần tính mạng của Triệu Vũ Cơ, như vậy mày sẽ chẳng cần đi. Lý Minh Quang hừ lạnh một tiếng. Mày sẽ không phủ nhận mối quan hệ giữa Triệu Vũ Cơ với Triệu gia đấy chứ? Lý Minh Quang, anh sai rồi, Triệu gia chúng tôi sẽ không bao giờ chẳng quan tâm đến một người nào trong gia đình, dù hắn chỉ là một phế nhân. Tất nhiên trước nay Triệu gia chưa từng xuất hiện phế nhân, dù thế nào cũng thua Lý gia về vấn đề này. Tuy giọng nói của Triệu công tử rất bình thản nhưng vẫn không quên kích thích Lý Minh Quang. Mãi đến lúc cuối cùng hắn mới hỏi một câu. Vừa rồi anh nói Vũ Cơ trong tay anh sao? Vừa rồi tao mới ở sân bay, làm một lái xe chở cô ấy đi, thế nào? Mày cảm thấy giết cô ta có tốt không? Lý Minh Quang hừ lạnh một tiếng. Như vậy cô ta đang trên xe anh. Triệu công tử bình tĩnh hỏi một câu. Lý Minh Quang cười lạnh. Thế nào, mày không tin sao? Cũng vì mày tin năng lực bảo vệ của vệ sĩ Triệu ra sao? Tao có chút không tin. Triệu công tử có chút trầm mặc. Thế này đi, anh đưa điện thoại cho Vũ Cơ, tôi muốn xác nhận. Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tốt lắm, tao sẽ đưa điện thoại cho cô ấy. Lý Minh Quang cười lạnh một tiếng, sau đó hắn đưa điện thoại cho Triệu Vũ Cơ. Triệu công tử muốn nghe vài lời của cô. Triệu Vũ Cơ tiếp nhận điện thoại không chút hoang mang. Tôi là Vũ Cơ, tôi đang trên xe Lý Minh Quang. Cô không sao chứ? Trong giọng điệu của Triệu công tử có chút ân cần. Tôi rất khỏe, tất cả đều bình thường. Triệu Vũ Cơ trả lời. Lý Minh Quang đã không còn giá trị, xử lý hắn đi. Triệu công tử thản nhiên nói. Triệu Vũ Cơ không trả lời, nàng trả điện thoại lại cho Lý Minh Quang. Anh ta muốn nói chuyện với anh. Bây giờ đã tin chưa? Lý Minh Quang tiếp nhận điện thoại rồi cười lạnh nói. Lý Minh Quang, anh càng ngày càng ngốc. Triệu công tử khẽ nói. Mày nói gì? Lý Minh Quang nổi giận. Mày phải giết chết Hạ Thiên ngay, nếu không. Tạm biệt. Triệu công tử cắt đứt lời của Lý Minh Quang, sau đó hắn cúp điện thoại. Lý Minh Quang không khỏi sững sờ, nhưng đúng lúc này hắn cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau ép tới. Khi hắn cảm thấy không đúng thì đã quá muộn, hắn bị thương chưa lành. Phản ứng kém hơn bình thường, mà động tác của kẻ địch lại quá nhanh, hơn hẳn sức tưởng tượng của hắn. Một cảm giác đau đớn từ não truyền đến, sau đó Lý Minh Quang mất đi ý thức. Chương 589, uy hiếp. Do anh không muốn sống. Tư Vương Châu nhìn Lý Minh Quang, ngay sau đó nàng lách mình lên ghế trước, nàng ném thi thể Lý Minh Quang sang bên cạnh rồi khống chế tay lái. Sau đó nàng bấm một số điện thoại. Đại ca, đã xong, anh tìm người đến giải quyết hậu quả. Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh vừa đi vào đại sảnh khách sạn, cả hai đang chuẩn bị đi vào nhà hàng thì điện thoại của Diệp Mộng Oánh đã vang lên. Chào, xin hỏi là ai vậy? Diệp Mộng Oánh nhận điện thoại. Giám đốc Diệp, là tôi. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh có chút hiu dị. Không biết lúc này giám đốc Diệp có rảnh không? Giám đốc Quách sao? Diệp Mộng Oánh nghe ra âm thanh của đối phương, đó là Quách Lan của tập đoàn Nhã Lai, nàng có hơi do dự rồi hỏi. Giám đốc Quách tìm tôi có vấn đề gì không? Cũng không có gì, giám đốc Diệp đến thủ đô, tôi dù sao cũng là chủ, mời chị một bữa cơm, không biết giám đốc Diệp có nể mặt cùng đi không? Quách Lan có chút nhiệt tình trong điện thoại. Diệp Mộng Oánh không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, đứng ở góc độ của nàng cũng không có hảo cảm với Quách Lan, nhưng đối phương dù sao cũng ra mặt mời, nàng cảm thấy mình cũng nên đi. Nhưng nàng biết Hạ Thiên cũng không có cảm tình với Quách Lan, vì vậy nàng muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ, đừng đi,
nếu ăn cơm với cô ta sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Hạ Thiên mở miệng nói, rõ ràng hắn nghe rõ những lời đối thoại của hai người. Diệp Mộng Oánh có những lời này của Hạ Thiên thì không còn do dự. Thật có lỗi, giám đốc Quách, chồng tôi còn có chuyện, trưa nay không đi được, chúng ta hẹn lần sau nhé. Giám đốc Diệp, tôi chỉ mời một bữa cơm mà thôi, chỉ cần gì phải từ chối như vậy. Giọng nói của Quách Lan có chút mất vui. Chỉ coi như là chút chuyện nhỏ, chị không nể tình vậy sao? Giám đốc Quách, tôi cũng có cuộc sống của mình, tôi muốn đi nghỉ ngơi với chồng vài ngày ở thủ đô. Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói, nàng cũng đã nói thật, trước nay nàng rất ít khi được ở cùng với Hạ Thiên, nàng phải lợi dụng vài ngày ở bên cạnh hắn, đây là ý nghĩ chân thật của nàng. Hơn nữa vừa rồi nàng đã có quan hệ tình nhân thân mật với Hạ Thiên, nàng cũng không muốn bỏ đi. Quách Lan cười lạnh. Giám đốc Diệp thật sự rất hăng hái, hai đứa em họ vừa chết, chị không đi xử lý hậu sự mà cuồng hoan với tình nhân trong khách sạn, giám đốc Diệp đang chúc mừng sao? Giám đốc Quách, đây là chuyện riêng của tôi, còn chưa đến lượt chị quan tâm. Diệp Mộng Oánh cũng có chút căm tức, người này nói gì vậy? Diệp Mộng Oánh không muốn dây dưa với Quách Lan, nàng nói xong thì cúp điện thoại, sau đó nàng nở nụ cười thản nhiên với Hạ Thiên. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Nhưng Diệp Mộng Oánh vừa đi được một bước đã nhận được tin nhắn, Diệp Mộng Oánh mở ra xem, là một đoạn video. Diệp Mộng Oánh mở ra, nàng phát hiện đoạn video này không có hình, màn hình đen kịt không có gì, nhưng ngay sau đó nàng nghe ra âm thanh quen thuộc. Chồng, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói cho tôi biết. Mỹ nữ tỷ tỷ, có chuyện gì? Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân, hai người bọn họ chết đi có liên quan đến cậu không? Diệp Mộng Oánh nghe đến đây thì tắt đoạn video, vẻ mặt nàng trở nên trắng bệch, nàng có chút bối rối, nàng đảo mắt nhìn, không ai chú ý đến bên này, vì vậy mà khẽ thở ra một hơi. Kỳ quái, đó không phải là lời nói của chúng ta sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chồng, chúng ta bị nghe lén. Diệp Mộng Oánh khẽ nói, dù bây giờ nàng không hiểu lắm nhưng vẫn có thể đoán ra, nàng có chút bối rối. Làm sao bây giờ? Mỹ nữ tỷ tỷ. Chị không cần sợ, có tôi ở đây thì chẳng có chuyện gì. Hạ Thiên an ủi Diệp Mộng Oánh. Nhưng, Diệp Mộng Oánh không thể không lo lắng, nếu chứng cứ này rơi vào tay cảnh sát thì Hạ Thiên khó thể chạy thoát tội danh giết người. Điện thoại lại vang lên, Diệp Mộng Oánh lấy ra xem, nàng phát hiện người gọi đến là Quách Lan. Diệp Mộng Oánh khẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng bình tĩnh nhận điện thoại. Giám đốc Quách, có chuyện gì sao? Giám đốc Diệp. Chị đã xem qua đoạn video vừa rồi chứ? Quách Lan bên kia cười đắc ý. Thật ra bên đây còn rất đầy đủ, tôi thật không ngờ một giám đốc Diệp nhìn qua có vẻ là người đẹp băng xương mà lên giường lại phóng đãng như vậy. Đáng tiếc là không được nhìn thấy những biểu hiện trên giường của chị, nhưng chỉ cần nghe những lời rên rỉ và tiếng động ra vào, sợ rằng sẽ làm cho tất cả, thậm chí ngay cả tôi cũng động tâm. Gương mặt Diệp Mộng Oánh chợt đỏ lên, nàng chậm rãi nói. Cô có điều kiện gì, cứ nói. Bây giờ giám đốc Diệp đã có thể sắp xếp dùng cơm với tôi rồi chứ? Quách Lan khẽ cười, có chút đắc ý. Nói địa điểm đi. Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói, việc đã đến nước này thì chỉ còn nước đi đến gặp đối phương mà thôi. Ngàn Vị Hiên, phòng số 8, tôi sẽ gọi vài món ngon chờ gọi điện Diệp đến. Quách Lan cười nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Diệp Mộng Oánh quay đầu nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt nàng có chút bất đắc dĩ. Chồng, chúng ta phải đi một chuyến, Quách Lan chỉ muốn uy hiếp tôi bán công ty, có thể sẽ cầm chứng cứ đến. Được rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi lấy chứng cứ về là được. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn thầm nói. Người phụ nữ bẩn thỉu này đúng là chán sống rồi. Diệp Mộng Oánh nhanh chóng kéo Hạ Thiên rời khỏi khách sạn, sau đó nàng bắt taxi. Chẳng phải nàng không muốn lái xe, nhưng nàng không biết Ngàn Vị Hiên ở đâu, bây giờ cũng không còn thời gian tìm chỗ. Vì vậy ngồi taxi sẽ nhanh hơn. Ngàn Vị Hiên là một nhà hàng khá đặc biệt, nơi đây chủ yếu phục vụ các món ăn Quảng Tây, cũng có rất nhiều món Quảng Đông, Tứ Xuyên, tóm lại có đủ món, gọi là Ngàn Vị Hiên cũng vì có ngàn vị. Bất kỳ món gì ở đây đều có thể ăn ngon, nếu không sẽ có một món đặc biệt có tên gọi là ngàn vị. Thực tế chỉ là một món thập cẩm, thứ gì cũng có, còn chuyện có phải ngàn vị hương hay không, cũng khó biết. Trong phòng số 8 có một nam một nữ. Người phụ nữ là Quách Lan, tên đàn ông là trợ lý đẹp trai của nàng, là Trần Tự Cường. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Quách Lan cười lạnh một tiếng rồi nhìn Trần Tự Cường. A Cường, hôm nay chú làm rất tốt, đợi đến khi mua thành công tôi sẽ không bạc đãi chú. Chị Lan, chị nói gì vậy, tôi gúp cũng không muốn trả công. Trần Tự Cường vội vàng nói. Cậu đấy, như vậy cũng nói dược. Quách Lan cười quyến rũ với Trần Tự Cường. Nhưng dù thế nào cậu cũng có phần, tôi đã nói với cậu về thương vụ này rồi, nếu thành công thì nửa đời sau cậu sẽ không cần làm việc. Chị Lan, thật ra tôi không hiểu, vì sao phải mua tập đoàn Thiên Nam? Trần Tự Cường đưa vấn đề về nguyên bản. Tập đoàn Thiên Nam tuy có lợi ích và hiệu quả tốt nhưng chẳng phải kém xa Nhã Lai chúng ta sao? Chương 590, tính toán của Quách Lan. Trần Tự Cường nói ra những lời như vậy cũng có căn cứ, tập đoàn Thiên Nam tuy có tài sản cả trăm tỷ nhưng dù sao cũng chỉ là một công ty lớn trong nước, so với tập đoàn Nhã Lai thì còn kém rất xa. Tập đoàn Nhã Lai mỗi năm thu lợi nhuận 3 tỷ euro, chỉ cần lãi một năm cũng hơn tổng tài sản của tập đoàn Thiên Nam, vì vậy hai bên chênh lệch quá lớn. A Cường, cậu không hiểu rồi, gần đó tập đoàn Thiên Nam đưa ra một mỹ phẩm tên là Tiểu Mỹ Nhân, bán rất chạy, cậu không biết sao? Quách Lan khẽ cười nói. Tôi biết rõ. Trần Tự Cường gật đầu. Sản phẩm do An Khả Khả gần đây vinh quang tột đỉnh làm người quảng bá phải không? Đúng vậy, A Cường, tôi nói cho cậu biết, chính tôi cũng đã dùng qua sản phẩm Tiểu Mỹ Nhân kia, tôi thấy nhóm sản phẩm này tốt hơn sản phẩm của công ty chúng ta rất nhiều. Quách Lan cười yêu kiều. Vì vậy tập đoàn chúng ta phải thu mua bọn họ, nói là chúng ta muốn thu mua tập đoàn Thiên Nam. Thực chất chỉ muốn chiếm mỹ phẩm kia mà thôi. Nhưng vì ổn thỏa nên tập đoàn quyết định mua tất cả, hơn nữa còn đưa ra giá 2 tỷ euro. 2 tỷ. Trần Tự Cường lắp bắp kinh hoàng. Đây chẳng phải là tự chịu thiệt sao? A Cường, phải nhìn vấn đề bằng ánh mắt lâu dài. Những năm trước công ty chúng ta mua Tiếu Hộ Sĩ, chẳng phải người khác cũng cho rằng chúng ta chịu thiệt sao? Quách Lan khẽ cười. Còn bây giờ là thế nào? Tiếu Hộ Sĩ là đối thủ cạnh tranh của chúng ta năm xưa, bây giờ đã là của chúng ta, mà sản phẩm của Nhã Lai được tiêu thụ nóng hừng hực. Vài năm trước chúng ta mua Tiếu Hộ Sĩ, bây giờ là Tiểu Mỹ Nhân, đợi đến khi mua được Tiểu Mỹ Nhân, vài năm sau Tiểu Mỹ Nhân sẽ biến mất, địa vị của tập đoàn Nhã Lai vẫn không thể dung chuyển, lợi hại trong đó há có thể so sánh với vài tỷ euro. Chị Lan, ý của chị là thứ thua mua không phải là cách điều chế, căn bản là muốn diệt bọn họ sao? Trần Tự Cường ra vẻ tỉnh ngộ. Xem như cậu đã hiểu. Quách Lan cười quyến rũ. Tóm lại lúc này Diệp Mộng Oánh rơi vào trong tay chúng ta không còn lo đến chuyện buôn bán. Tôi cũng không tin cô tai cho đàn ông của mình lên ăn đạn. Đúng vậy, chỉ cần nghe những âm thanh rên rỉ nhiệt tình của nàng thì thấy, nhất định là loại phụ nữ thích hành lạc. Trong lời nói của Trần Tự Cường có chút ghen ghét, nhưng dù xét về gương mặt hay khí chất thì Diệp Mộng Oánh mạnh hơn Quách Lan rất nhiều. Điều này làm hắn ghét Hạ Thiên Hưởng Phúc. Nhưng hắn không dám biểu lộ quá rõ ràng, vì vậy hắn đành phải di chuyển chủ đề để che giấu. Chị Lan, trước tiên tôi chúc mừng chị, lần này chị mua thành công thì sợ rằng chức vụ tổng giám đốc kinh doanh ở khu vực Trung Quốc là của chị rồi. Khanh khách, khanh khách. Quách Lan cười như tiếng chuông bạc, sau đó nàng vỗ tay Trần Tự Cường. A Cường, cậu đúng là có chút khờ dại, tôi thích sự nhiệt tình của cậu trên người tôi ngày hôm nay. Trần Tự Cường có chút xấu hổ. Chị Lan, chẳng lẽ tôi nói sai sao? A Cường, đời có rất nhiều chuyện không như những gì người ta tưởng tượng, nếu cậu không có công sẽ chẳng được thưởng. Vị trí tổng giám đốc có thể được ngồi hay không chẳng liên quan đến quyết định của tôi. Quách Lan khẽ lắc đầu. Vị trí tổng giám đốc thường chưa từng giao cho người Thảo Quốc, vẫn luôn là người được tổng bộ ở nước ngoài phái đến, đều là người nóc ngoài. Dù tôi có thể thì cũng không đến lượt. Bọn họ chẳng phải đang kỳ thị chúng ta sao? Trần Tự Cường có chút tức giận. Quá bất công. Đây là kỳ thị, cậu làm gì được? Quách Lan có chút bất đắc dĩ. Tôi xem như nhìn thấy, tôi đến vị trí này đã là lên đỉnh, muốn bỏ lên là không thể. Chị Lan, như vậy chúng ta thu mua tập đoàn Thiên Nam làm gì? Nếu như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với Diệp Mộng Oánh, làm không tốt sẽ rất phiền. Trần Tự Cường có chút khó hiểu, hắn thấy như vậy mà có hơi hối hận. Vì sợ rằng kết quả là người ta ném tiền cho người giết hắn. Trần Tự Cường nghĩ đến vấn đề người đàn ông của Diệp Mộng Oánh là kẻ giết người, vì vậy mà có hơi sợ, trong lòng cũng bất an. Chú em A Cường ngốc của chị, sao cậu không suy tính một chút, Quách Lan chỉ có bao giờ là người ngu chứ? Tập đoàn không cho tôi chỗ tốt, chẳng lẽ tôi không biết tự động sao? Chị Lan,
ý của chị là. Trần Tự Cường giống như đã hiểu được vài phần. Lần này tổng bộ đưa giá 2 tỷ, đồng thời còn nói sẽ đưa thêm vài phần. Cậu nghĩ lại xem, bây giờ chứng cứ của Diệp Mộng Oánh trong tay chúng ta, đừng nói là 2 tỷ 2, dù là 1 tỷ 8 cũng sẽ phải bán cho tôi. Quách Lan khẽ hạ giọng. Đến lúc đó chúng ta ký hợp đồng với Diệp Mộng Oánh, thực tế chỉ đưa ra 1 tỷ 8, còn lại 400 triệu, chẳng phải của chúng ta sao? 400 triệu. Trần Tự Cường hít vào một hơi thật sâu, 400 triệu euro là bao nhiêu tiền, cả đời hắn cũng không xài hết một phần như vậy. A Cường, lần này công lao của cậu rất lớn, vì vậy tôi sẽ không bạc đãi cậu, tôi sẽ cho cậu 500 ngàn. Đừng ngại ít, tuy tôi được nhiều nhưng cũng phải chia cho một số người nữa, nếu không sau này tôi cũng khó nuốt. Quách Lan dùng giọng không nhanh không chậm nói. Cậu có 500 ngàn, sau này không sợ thiếu tiền. Không, nào có chê ít, chị Lan, chị thật sự quá tốt. Trần Tự Cường kích động đến mức thiếu chút nữa đã ngất đi, 500 ngàn, là tiền euro, điều này quá điên cuồng. Được rồi, đừng quá kích động, bọn họ sắp đến rồi. Quách Lan tỏ ra rất trấn tĩnh. Làm xong một lá đơn là chúng ta có thể nghỉ việc rong chơi qua ngày. Trần Tự Cường liên tục gật đầu, hắn cố gắng trấn tĩnh nhưng quá khó, trong lòng vẫn rất kích động. Phát tài, hắn sẽ nhanh chóng phát tài, đến lúc đó không cần làm trai bao, có 500.000 euro thì hắn sẽ bao 18 em sinh viên xinh đẹp, như vậy không có vấn đề. Đúng lúc Trần Tự Cường đang mơ mộng thì cửa phòng bị đẩy ra, một nam một nữ đi vào, là Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh. Chồng, trước tiên để tôi bàn với cô ta. Diệp Mộng Oánh sợ Hạ Thiên sẽ trực tiếp ra tay, vì vậy nàng cố ý căn dặn Hạ Thiên, sau đó mới kéo Hạ Thiên ngồi xuống đối diện với Quách Lan. Giám đốc Diệp, muốn mời cô một bữa cơm cũng không dễ. Quách Lan cười với Diệp Mộng Oánh. Trước tiên ăn gì đó chứ? Cô có điều kiện gì thì cứ nói. Diệp Mộng Oánh không có tâm tình dùng cơm. Chương 591, biến mày thành chó. Được rồi, nói chuyện chính sự trước rồi ăn sau cũng đúng. Quách Lan để đũa xuống. Giám đốc Diệp, là thế này, tập đoàn Nhã Lai chúng tôi muốn mua tập đoàn Thiên Nam của chị với giá 1 tỷ 800 triệu euro, tôi hy vọng trên hợp đồng sẽ ghi là 2 tỷ 200 triệu euro, chị hiểu ý tôi không? Hiểu, các người muốn lấy 4 triệu euro tiền hoa hồng. Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói, sau đó nàng còn hỏi một câu. Còn điều kiện gì khác không? Giám đốc Diệp quả nhiên là người thông minh, chị yên tâm, chúng tôi chỉ có điều kiện này thôi. Quách Lan mỉm cười. Chẳng biết giám đốc Diệp có đồng ý hay không? Tôi đồng ý cô là được. Diệp Mộng Oánh hầu như nói ra không chút do dự. Thứ trong tay cô khi nào giao cho tôi? À, cô nói đĩa quang kia sao? Quách Lan nở nụ cười có chút đắc ý. Giám đốc Diệp, thật ra rất đơn giản, chỉ cần chúng ta ký xong hiệp nghị, như vậy cái đĩa quang kia sẽ là của chị. Tôi làm sao biết trong tay cô còn chiếc đĩa nào khác hay không? Diệp Mộng Oánh hỏi. Giám đốc Diệp, nếu tôi khẳng định không còn bản nào khác, chị sẽ tin sao? Quách Lan hỏi ngược lại. Diệp Mộng Oánh hừ lạnh một tiếng. Cô thấy tôi sẽ tin sao? Thật ra tôi cũng biết chị sẽ không tin, nhưng tôi nói thật, tôi không còn bản nào khác. Không giữ bản gốc. Còn chị có tin hay không cũng được, dù sao thì tôi cũng tin điều này. Quách Lan khẽ cười. Nhưng nếu cô không tin, tôi cũng không biết làm gì khác. Nhưng sau khi làm xong sự kiện này thì tôi sẽ sang Úc, tôi nghĩ sau này giữa hai chúng ta sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào. Cô muốn nói sau này không còn khả năng can thiệp. Diệp Mộng Oánh rất căm tức, vì Hạ Thiên nên nàng chỉ có thể bán tập đoàn, nhưng phải giải quyết được vấn đề căn bản, nếu không còn ý nghĩa gì nữa. Quách Lan nở nụ cười quyến rũ. Giám đốc Diệp, nếu không tôi lấy nhân phẩm của mình để đảm bảo, sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của chị. Loại người như cô có nhân phẩm sao? Hạ Thiên không nói gì ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Hạ tiên sinh, chỉ cần là người đều có nhân phẩm. Quách Lan lờ đễnh nói, có vẻ không tức giận. Cô có tin không, tôi có thể làm cô không phải là con người. Hạ Thiên nhìn Quách Lan, hắn chăm chú hỏi. Vẻ mặt Quách Lan có chút biến đổi. Hạ tiên sinh, sao tôi cảm thấy anh uy hiếp vậy nhỉ? Nếu cô được tôi uy hiếp, cô nên vui sướng mới đúng. Hạ Thiên lười biếng nói. Đáng tiếc là tôi không có hứng uy hiếp kẻ khác, vì vậy tôi sẽ biến cô thành chó, sau này tha hồ mà sủa bậy. Hạ Thiên không vui sướng gì, người phụ nữ này dám uy hiếp vợ hắn, nếu không phải mỹ nữ tỷ tỷ đã nói để đàm phán trước thì hắn đã sớm ra tay.
nhưng bây giờ người phụ nữ này làm ầm ĩ, mỹ nữ tỷ tỷ thì tức giận không có gì phát tiết, vì vậy hắn không nhịn được nữa, hắn quyết định dùng phương pháp của mình để giải quyết vấn đề, vì vậy hắn nói xong thì lập tức ra tay. Hạ Thiên đột nhiên phóng đến bên cạnh Quách Lan, trên tay hắn có thêm một cây châm, hắn nhanh chóng đâm lên người đối phương vài cái. Gâu gâu! Quách Lan vừa mở miệng thì âm thanh phát ra lại như tiếng chó sủa, nàng nghe được âm thanh của mình thì vẻ mặt biến đổi. Gâu gâu! Diệp Mộng Oánh cũng bất ngờ, nàng biết rõ Hạ Thiên rất thần kỳ, nhưng nàng cũng không ngờ hắn thần kỳ đến mức này, có thể làm cho một người phát ra tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu! Quách Lan càng lớn tiếng, nàng giống như còn muốn đứng lên. Lúc này Hạ Thiên lại đâm một châm lên người nàng, vì vậy mà nàng an tĩnh trở lại, nàng ngồi ngay tại chỗ không nhúc nhích nhưng vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt liên tục chuyển động, trong mắt là cái nhìn sợ hãi. Tôi đã nói sẽ biến cô thành chó, bây giờ thì tin chưa? Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng âm thanh của cô quá khó nghe, vì vậy tôi cảm thấy biến cô thành một con chó không biết sủa sẽ hay hơn. Mày muốn gì? Vẻ mặt Trần Tự Cường biến đổi lớn. Mày nên ngoan ngoãn đưa cái đĩa quang cho anh, hay là mày muốn biến thành chó? Hạ Thiên nhìn Trần Tự Cường. Thật ra anh thấy mày biến thành chó thì rất tốt, dù sao hai đứa chúng mày cũng là một đôi, biến thành chó cùng nhau cũng tốt. Mày, tao sẽ gọi người. Trần Tự Cường đứng lên, hắn vô thức lùi ra cửa. Đúng là quá ngốc, mày không biết trực tiếp gọi người sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Tự Cường. Mày không phải nói anh làm mày im mồm sao? Hạ Thiên đâm một châm lên người Trần Tự Cường, tên này lập tức không nói được lời nào. Sau đó Hạ Thiên lại đâm vài châm lên người đối phương, Trần Tự Cường không tự chủ được phải ngồi xuống. Này, chú mày thích làm người hay làm chó? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Trong mắt Trần Tự Cường cũng xuất hiện cái nhìn sợ hãi, đáng tiếc là hắn không nói nên lời. À, anh quên mày không nói được, không sao, mày còn có thể viết ra. Này, tay phải mày có thể chuyển động. Hạ Thiên trừng mắt, hắn quay đầu nhìn Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị có giấy bút không? Có. Diệp Mộng Oánh lấy giấy bút bên người ra, nàng đặt trước mặt Trần Tự Cường. Muốn nói gì cứ viết ra. Trần Tự Cường dùng tay phải run run cầm bút, nhưng hắn vẫn viết vài chữ. Tôi muốn làm người. À, chú cũng khôn lắm. Hạ Thiên tán thưởng Trần Tự Cường một câu. Diệp Mộng Oánh vội vàng mở miệng hỏi. Ngoài chiếc đĩa quang trong tay Quách Lan thì còn có bản chính hay không? Không có, tôi lấy đĩa rồi đưa cho chị Lan còn chưa kịp sao ra, nhưng dù sao trong điện thoại của chị ấy vẫn còn một bản không hoàn chỉnh. Trần Tự Cường viết ra trên giấy. Lấy điện thoại của cô ấy và chiếc đĩa kia đến đây. Hạ Thiên ra lệnh cho Trần Tự Cường. Trần Tự Cường lập tức làm theo, Hạ Thiên cũng không thèm nhìn. Hắn trực tiếp cầm lấy chiếc đĩa và bóp chặt, đĩa vỡ nát, điện thoại của Quách Lan cũng trực tiếp nát bấy. Khi thấy sức lực bàn tay của Hạ Thiên thì Trần Tự Cường càng thêm sợ hãi, người này quả nhiên không phải là kẻ tầm thường mà cực kỳ hùng mạnh. Hắn sao có thể động đến loại người này? Diệp Mộng Oánh lại hỏi. Đĩa này đến từ đâu? Ai là kẻ đặt dụng cụ nghe lén trong phòng khách sạn của tôi? Không phải tôi, là Kim Điền. Trần Tự Cường vội vàng dùng bút trả lời. Kim Điền là ai? Diệp Mộng Oánh tiếp tục hỏi. Hắn ở đâu? Hắn là thám tử tư, tôi không biết hắn ở đâu, tôi chỉ biết số điện thoại của hắn. Trần Tự Cường không dám giấu giếm, hắn ngoan ngoãn viết ra số điện thoại của Kim Điền. Diệp Mộng Oánh lại hỏi thêm vài vấn đề, sau khi xác nhận Trần Tự Cường không giấu giếm điều gì thì nàng mới khẽ nói với Hạ Thiên. Xem ra không có vấn đề gì, chỉ cần tìm được tên thám tử tư kia là được. Chương 592, đổi khách sạn ngủ trưa. Vậy thì được, chúng ta đi tìm thám tử tư kia. Hạ Thiên tiện tay đâm một châm lên người Trần Tự Cường, sau đó hắn kéo Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Mộng Oánh gật đầu, nàng đi theo Hạ Thiên rời khỏi nhà hàng, sau đó nàng khẽ hỏi. Hai người bọn họ sẽ như thế nào? Hai tên ngốc này dám uy hiếp chị, tất nhiên tôi sẽ không cho bọn họ sống khá giả. Sau này bọn họ sẽ không động đậy gì được, sẽ không thể nói chuyện và làm bất cứ chuyện gì. À, cũng ăn cơm không được, nói chung vài ngày sau sẽ chết đói. Hạ Thiên hời hợt nói. Có phiền phức không? Diệp Mộng Oánh dùng giọng không yên tâm hỏi. Tất nhiên sẽ không có vấn đề, ngoài chị ra thì không ai biết là tôi làm. Hạ Thiên cười hì hì nói. Diệp Mộng Oánh khẽ thở ra, đến bây giờ nàng không muốn nghĩ Hạ Thiên là tội phạm giết người.
nàng chỉ hy vọng Hạ Thiên không vì giết người mà sinh phiền toái. Chúng ta làm sao tìm tên thám tử Tư kia? Diệp Mộng Oánh khẽ hỏi. À, rất đơn giản, tôi sẽ điện thoại cho hắn, sau đó nhờ Tiểu Yêu Tinh giúp đỡ tìm tung tích. Hạ Thiên lại có ý kiến, sau đó hắn lấy điện thoại ra, tất nhiên không phải hắn điện thoại cho tên thám tử Kim Điền mà gọi cho Tiểu Yêu Tinh. Điều làm Hạ Thiên cảm thấy buồn bực chính là Tiểu Yêu Tinh không nhận điện thoại, cũng không biết nàng có phải là đang ngủ hay không. Nhà đầu kia điên đảo cả đêm, lúc này đang ngủ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Xem ra nên đổi biện pháp tìm người. Hạ Thiên lầm bầm. Thôi được, mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi dùng cơm trước, để người khác giúp chúng ta đi tìm. Ai đi tìm giúp? Diệp Mộng Oánh không khỏi hỏi. Tôi tìm vài tên tiểu đệ, dưới tay hắn có không ít người, tìm người sẽ rất dễ. Hạ Thiên cười hì hì. Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên tôi điện thoại trước cái đã. Hạ Thiên tất nhiên điện thoại cho Bạch Tiểu Lỗi, khi nghe hắn nói muốn tìm thám tử Tư thì lập tức đồng ý. Thật ra những năm gần đây muốn tìm thám tử Tư cũng không khó, đặc biệt là còn biết được số điện thoại của người ta, bình thường chỉ cần gọi điện là có thể hẹn gặp mặt. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi nhìn Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi ăn cơm chứ? Chúng ta đổi khách sạn lại rồi nói sau. Diệp Mộng Oánh không dám tiếp tục ở lại khách sạn vừa rồi, nàng suy nghĩ rồi nói. Chồng, nếu không chúng ta đến khách sạn Tô Thị, chỗ đó điều kiện không quá tốt nhưng an toàn hơn một chút, không cần lo lắng có người làm loạn. Được rồi, tôi sẽ điện thoại cho Tô Tiểu Sán, để hắn đến đón chúng ta. Hạ Thiên trước nay cũng không có yêu cầu quá cao, cũng không có ý kiến gì với điều này. Tô Tiểu Sán nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì lập tức đến đón người, Diệp Mộng Oánh cũng điện thoại trả phòng ở khách sạn cũ, vì giường trong phòng bị hư hại nên tiền thế chấp cũng không được trả lại. Khách sạn cũng đồng ý, xem như trả tiền hư hại. Tô Tiểu Sán nhanh chóng lái xe đến đón người, khi hai người lên xe thì Tô Tiểu Sán hỏi. Mộng Oánh, cô đến thủ đô từ khi nào? Sao không nói với tôi một tiếng? Tôi đến ngày hôm qua, đã xử lý chuyện của Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt, sau đó tôi ở cùng với Hạ Thiên. Diệp Mộng Oánh cũng không giấu giếm. Sao, xử lý chuyện của bọn họ thế nào? Tô Tiểu Sán rất quan tâm đến vấn đề này. Thậm chí có thể nói hắn bây giờ vẫn còn có chút lo lắng, vì nếu bị cảnh sát phát hiện ra thì hắn cũng khó tránh khỏi liên quan, vì hắn là kẻ đồng mưu với Hạ Thiên. Bọn họ chết vì dùng thuốc quá liều, tôi đã đưa đi hỏa táng. Diệp Mộng Oánh trả lời. Tôi đã cho hai vệ sĩ đi xử lý chuyện này, bây giờ chỉ cần hỏa táng là được, vài ngày sau tôi sẽ về Giang Hải. Không có việc gì thì ở lại vài ngày, hai người kia đúng là chết còn chưa hết tội. Tô Tiểu Sán khẽ thở ra. Sau đó hắn rời chủ đề. Đúng rồi, hai người đã dùng cơm chưa? Chúng ta đi ăn cơm trước, gian phòng đã chuẩn bị xong, đảm bảo sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất. Tô Tiểu Sán dừng lại một chút rồi hỏi một câu. Tôi chỉ chuẩn bị một gian phòng, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, chúng tôi cùng ở một phòng. Gương mặt Diệp Mộng Oánh hơi đỏ lên nhưng trả lời vẫn rất tự nhiên, nàng không thấy sự kiện này có gì để giấu giếm. Tô Tiểu Sán không hỏi thêm điều gì nhưng trong lòng thầm cảm khái, người so với người đúng là quá khác biệt. Hạ Thiên tối hôm qua còn cùng Mộc Hàm, làm việc, trong xe hơ, có lẽ tối qua lại chơi song phi với Diệp Mộng Oánh, cũng không biết bọn họ có phải chơi hai lần song phi không. Tô Tiểu Sán chắc chắn không thể tưởng Hạ Thiên tối qua chơi hai lần song phi, nhưng người phụ nữ đó không phải là Mộc Hàm, đó là Isabella. Tô Tiểu Sán nghĩ mà cảm thấy thật sự bức bối, hắn thiếu chút nữa đã bị Diệp Mộng Vân hãm hại. Cũng là họ Triệu và tên tuổi chỉ kém nhau một chữ, vì sao Diệp Mộng Vân và Diệp Mộng Oánh lại có cách biệt khác xa như vậy? Tất nhiên Tô Tiểu Sán cũng không có ý nghĩ gì với Diệp Mộng Oánh, không phải vì Diệp Mộng Oánh là phụ nữ của Hạ Thiên, vì giữa bọn họ còn có quan hệ anh em họ, Diệp Mộng Vân thì không có quan hệ thân thích kia. Sau đó Tô Tiểu Sán dừng xe ở phía đối diện với khách sạn Tô Thị, đây có một quán cơm tứ xuyên, tuy không tính là xa hoa nhưng hoàn cảnh tương đối khá. Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh đã sớm đói bụng, đồ ăn vừa đưa lên bàn thì cả hai đã gặm lấy gặm để, điều này làm cho Tô Tiểu Sán cảm thấy sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ chẳng phải hai người này, công tác cả đêm đấy chứ. Nếu không sao lại đói đến mức như vậy. Tô Tiểu Sán chỉ nghĩ như vậy mà không dám hỏi ra, hắn cũng dứt khoát vùi đầu ăn uống. Kết quả là nhân viên phục vụ nhà hàng lên thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng thầm kinh ngạc, đám người này ăn mặc rất tốt, còn tưởng là kẻ có tiền. Nào ngờ ăn cơm như quỷ đói đầu thai, cũng không biết có phải đến đây ăn cơm chùa hay không.
Tên nhân viên phục vụ này rõ ràng quá đa tâm, ba người bọn họ, thật sự không ăn cơm chùa. Trong túi của Hạ Thiên còn có 1 triệu tiền mặt, đừng nói là ăn một bữa, ăn một năm cũng không có vấn đề. Sau khi dùng cơm xong thì Tô Tiểu Sán đưa Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh vào khách sạn của mình, tuy cấp bậc các gian phòng ở đây là tương đối thấp nhưng trên tầng cao nhất cũng có một gian phòng khá xa hoa. Nghe nói đã có người ở trong gian phòng này nhưng Tô Tiểu Sán bồi thường gấp 10 lần để người ta đổi phòng. Tất cả vật dụng bên trong đều là đồ mới, tôi vừa cho người thay đổi, các người cứ yên tâm. Tô Tiểu Sán nở nụ cười mập mờ với hai người. Tôi ra ngoài trước, không quấy rầy giấc ngủ trưa của hai người. Chờ chút. Diệp Mộng Oánh chợt nhớ đến một vấn đề, nàng đưa ra một chuỗi chìa khóa. Tiểu Sán, xe của tôi còn ở trong bãi đậu xe khách sạn Khải Duyệt, anh tìm người chạy sang đây dùm. Được, tôi sẽ cho người đi. Tô Tiểu Sán nhận chìa khóa. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng để lại không gian cho hai người Diệp Mộng Oánh và Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn Diệp Mộng Oánh, hắn cười hì hì nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, có ngủ chưa không? Chương 593, cho bụi cũng không chừa. Diệp Mộng Oánh nhìn ánh mắt không tốt đẹp gì của Hạ Thiên mà gương mặt đỏ hồng, sau đó nàng cười thản nhiên. Nếu cậu muốn ngủ thì tôi cũng không phản đối. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không muốn ngủ trưa, nhưng rõ ràng hắn muốn nằm cùng Diệp Mộng Oánh. Vì vậy mà trưa hôm nay Diệp Mộng Oánh đã nhiều lần lên trời xuống đất, nhưng may mắn là giường không sập. Một địa phương nào đó. Tài, đúng là phát tài. Kim Điền tự xưng là thám tử tư đệ nhất thủ đô, lúc này hắn đang vung tay vung chân vui sướng. Sau khi về nhà hắn bắt đầu điều tra thân phận của cặp nam nữ kia, hắn tưởng rằng việc này sẽ rất khó khăn, nhưng nào ngờ vừa lên mạng đã tìm ra thân phận của cả hai. Nhưng thân phận của hai người kia vượt qua dự đoán của Kim Điền. Một người là Hạ Thần Y những ngày qua gây náo loạn ở thủ đô, theo tin đồn thì một trong 4 đóa hoa thủ đô là Mộc Hàm cũng là bạn gái của hắn. Nhưng người phụ nữ tối qua rõ ràng không phải là Mộc Hàm, đó chính là nữ tỷ phú thành phố Giang Hải, là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam Diệp Mộng Oánh. Khi thấy được thân phận của hai người kia thì Kim Điền cảm thấy rất khó tin, vì vậy hắn bỏ ra thêm nhiều giờ để tiếp tục xác nhận tư liệu. Cuối cùng hắn cũng xác nhận tư liệu không sai, hai người kia. Hai người mà hắn đã thu được nội dung câu chuyện đáng giá có thân phận không tầm thường. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Trần Tự Cường lại sảng khoái cho mình 100 ngàn. Hừ, người ta có thân phận như vậy mà ông chỉ được 100 ngàn, Trần Tự Cường khốn nạn, dám hãm hại mình. Kim Điền hùng hùng hổ hổ, trong lòng khó thể kiềm chế được hưng phấn, người ta là tỷ phú, manh mối nằm trong tay hắn, kiếp này còn sầu nữa sao? Như vậy nhà đẹp xe xịn sẽ không có vấn đề. Tiền tài mỹ nữ đều là cặn bã, tất cả sẽ có dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc là không thấy được hình ảnh của Diệp Mộng Oánh, nhưng chỉ cần nghe qua tiếng rên rỉ thì quá tiêu hồn, sợ rằng sẽ là loại cực phẩm, có nên nếm thử tay nghề của cô ta không nhỉ? Kim Điền nhớ đến âm thanh rên rỉ làm người ta máu huyết sôi sục của Diệp Mộng Oánh, trong lòng càng bùng lên cảm giác bức bối. Không được, không được, không nên cho cô ta biết mình là ai, người phụ nữ này có tiền. Chỉ cần vung tay cũng có người xử lý mình. Cũng may Kim Điền nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Kế hoạch, mình cần có kế hoạch, gọi điện thoại trực tiếp hay gửi thư đòi tiền nhỉ? Kim Điền cố gắng suy xét vấn đề, hắn muốn tìm một phương pháp an toàn nhất. Keng keng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ra ngay, Kim Điền lên tiếng, hắn đi ra cửa, nơi đây là địa chỉ công ty thám tử, có người đến tìm cũng không kỳ lạ. Kim Điền mở cửa. Bên ngoài là 2 tên thanh niên 20 tuổi, một tên thanh niên cao giáo hỏi. Anh là Kim Điền sao? Đúng vậy, tôi là Kim Điền, là thám tử tư, các cậu tìm tôi có chuyện gì? Kim Điền hỏi lại. Ông chủ của tôi có chuyện muốn nhờ anh, chỉ cần anh làm tốt, giá tiền không là vấn đề, anh theo chúng tôi đến nhận việc. Tên thanh niên cao tiếp tục nói. Kim Điền hỏi một câu. Ông chủ của các cậu là ai? Theo chúng tôi thì sẽ biết. Tên thanh niên cao có vẻ mất kiên nhẫn. Anh rốt cuộc có làm không? Nếu không chúng tôi tìm người khác. À, làm, tất nhiên là sẽ làm, đợi tôi khóa cửa thì lập tức đi ngay. Kim Điền vội vàng nói, bây giờ người ta đưa việc đến thì tất nhiên phải làm, tuy hắn sắp phát tài nhưng dù sao tiền còn chưa đến tay. Kim Điền theo hai người này xuống lầu, bên dưới là một chiếc Audi, vì vậy mà hắn tin đối phương là ông chủ lớn. Ngay cả thủ hạ cũng đi xe xịn. Như vậy ông chủ có thể kém cỏi sao? Lên xe đi. Tên thanh niên cao kéo cửa chiếc Audi, hắn nói với Kim Điền. Lúc này tên thanh niên lùn đã ngồi xuống trước,
Kim Điền đi theo lên xe, tên thanh niên cao cũng tiến vào. Kết quả là hai tên thanh niên một trái một phải kẹp Kim Điền vào giữa, lúc này Kim Điền cũng phát hiện phía trước còn có hai người. Biết đây là cái gì không? Tên thanh niên cao lấy từ trong người ra một thứ gì đó rồi chĩa vào đầu Kim Điền hỏi. Cậu! Vẻ mặt Kim Điền chợt biến đổi, sau đó hắn vô thức gật đầu. Biết, biết, biết là tốt rồi, trước tiên đưa chìa khóa nhà đây. Tên thanh niên cao nói. Kim Điền có chút do dự, đúng lúc này một con dao găm đặt ngang cổ hắn, tên thanh niên lùn cũng quát lên. Mau lên, nếu không ông cho mày thành heo chết. Đừng, đừng, tôi sẽ lấy, sẽ lấy. Kim Điền cực kỳ sợ hãi, tuy hắn là thám tử tư nhưng thực tế phần lớn chỉ giúp người ta điều tra những việc nhỏ nhặt, nào từng thấy cảnh tượng thế này. Kim Điền cũng không dám do dự, hắn nhanh chóng lấy chìa khóa ra, nhưng hắn cảm thấy rất khó hiểu, trong gian phòng kia nào có thứ gì đáng giá, đám người này muốn cướp thì phải bỏ qua hắn mới đúng chứ. Tên thanh niên cao đưa chìa khóa cho một tên ngồi ở vị trí tay lái phụ. Tiểu Ngũ, lấy tất cả những vật phẩm trong nhà hắn mang đi, ngay cả cho bụi cũng không để lại. Không có vấn đề. Tên kia nhận chìa khóa rồi xuống xe, sau đó hắn đi về phía một chiếc xe cách đó không xa. Nơi đó còn có một chiếc xe, trên xe còn có vài dòng chữ. Công ty chuyển nhà, con kiến. Tên thanh niên cao còn nói thêm. Lái xe đi. Xe nhanh chóng khởi động, Kim Điền nhịn không được phải hỏi một câu. Đại ca, các anh là ai? Tôi giống như không đắc tội với các anh thì phải. Tên thanh niên cao không trả lời Kim Điền, hắn thuận tay cầm lấy một miếng vải nhét vào miệng Kim Điền. Cục Công an Thủ đô, phòng làm việc của Cục trưởng. La Dân Sinh đang lắc đầu, lúc này lão cảm thấy đầu rất đau, không biết có phải vì cảm giác là như vậy hay là thứ gì khác mà những ngày gần đây thủ đô hình như rối loạn hơn ngày thường, không từ mà biệt. Chỉ cần tối qua cũng có hai vụ án mạng, hơn nữa người chết cũng có địa vị không nhỏ. Tề Kim Thạch là một nhà sưu tập nổi tiếng thủ đô, tối qua lão đã chết trong nhà riêng, tất cả tài sản và vật phẩm quý giá đều bị cướp sạch. Tình huống có vẻ là cướp bóc nhưng đến bây giờ cũng không có chút manh mối. Điều làm cho La Dân Sinh cảm thấy kỳ quái nhất chính là xét theo lý thuyết thì Tề Kim Thạch có sức ảnh hưởng rất lớn ở thủ đô, đáng lý lão xảy ra chuyện thì phải có nhiều người chào hỏi mình mới đúng. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai đến tìm La Dân Sinh vì sự kiện này, vì vậy có thể thấy người trong thủ đô không quan tâm đến sống chết của Tề Kim Thạch. Ngược lại thì có một quan viên thành phố tuyến dưới chết ở khách sạn, điều này làm cho đám cấp cao chú ý, vì vậy La Dân Sinh không thể không tự mình đến khách sạn một chuyến. Khi đó La Dân Sinh cảm thấy mình rất may mắn, cũng may mà thủ hạ của lão không xung đột với Hạ Thiên. Nhưng sau khi lão điều tra thì cuối cùng không biết là may mắn hay tai họa, vì lão phát hiện chuyện này có liên quan đến Hạ Thiên. Chương 594, nhớ thông báo cho tôi. Kẻ tình nghi giết chết quan chức kia đã được khách sạn thu lại được hình ảnh, thực tế kẻ tình nghi kia cũng không muốn che giấu hành tung. Ngay sau đó La Dân Sinh cũng hiểu, vì sao người này không cần che giấu. Vì cô ta vốn là tội phạm truy nã, tất nhiên sẽ không sợ bị truy nã thêm. Căn cứ vào tài liệu quốc tế thì người phụ nữ tình nghi xinh đẹp kia tên là Isabella, đây là một sát thủ mà những năm qua rất linh động, ít nhất cũng có 13 vụ mưu sát có liên quan đến nàng. Cảnh sát quốc tế đã truy nã nàng hơn 2 năm, nhưng trước nay đều chưa bắt được. Thực tế thì La Dân Sinh còn phát hiện Isabella không những chỉ bị cảnh sát quốc tế truy nã, hơn nữa còn bị cảnh sát trong nước truy nã. Một tháng trước cô ta bị tình nghi mưu sát một nhóm cảnh sát ở thành phố Giang Hải, sau khi La Dân Sinh lật qua nhiều hồ sơ thì phát hiện Isabella có quan hệ với Hạ Thiên. Những nhân viên khách sạn cũng chứng thực điều này, Isabella từng có vài phút nói chuyện với Hạ Thiên ở khách sạn. Nếu như điều này không nói rõ vấn đề thì còn có một sự kiện khác có thể chứng minh, vì Isabella tiến vào phòng và đi ra ngoài chỉ trong vòng 2 phút, nàng hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Nhưng sau đó nàng lại tiến vào một gian phòng khác và ở lại vài giờ, gian phòng này chính là phòng của Hạ Thiên. Vì vậy có thể nói Hạ Thiên và Isabella không những chỉ có quen biết, hơn nữa còn không chút nông cạn. Sau khi phát hiện sự việc này thì La Dân Sinh rất đau đầu, sau sự kiện khủng bố kia thì lão đã không muốn dây dưa đến Hạ Thiên. Người này có năng lực quá mạnh, hơn nữa còn không thể khống chế, làm việc tùy tâm, nếu hắn thật sự có quan hệ với sát thủ kia thì sợ rằng sẽ chẳng có gì tốt. Nếu Hạ Thiên là người thường, La Dân Sinh đã cho người bắt hắn từ lâu, nhưng vấn đề là lão không dám tùy tiện bắt Hạ Thiên, không những vì nguyên nhân thân thủ của hắn, hơn nữa lão còn biết thêm một vấn đề. Mộc Hàm vừa bị Long Tổ sa thải đã nhảy lên chức tổ trưởng địa tổ,
với thân phận của La Dân Sinh thì biết rất rõ địa tổ có nhiệm vụ gì, cũng biết thân phận của Mộc Hàm là không tầm thường. Trước đó Hạ Thiên vì tìm Mộc Hàm mà tạo ra động tĩnh quá lớn, điều này làm cho La Dân Sinh biết quan hệ giữa hai bên là không tầm thường. Bây giờ nếu lão đi bắt Hạ Thiên, lão không đảm bảo Mộc Hàm sẽ chẳng chĩa súng vào đầu mình. Điều La Dân Sinh cần làm là giả vờ như không biết chuyện này, nhưng lão không làm được, vì vậy mà cảm thấy rất đau đầu, không biết giải quyết vấn đề như thế nào. La Dân Sinh suy tư mãi rồi quyết định điện thoại cho Hạ Thiên xem thế nào. La Dân Sinh bây giờ đã biết số điện thoại của Hạ Thiên, vì vậy lão gọi đến rất nhanh. Hạ thần y, tôi là La Dân Sinh. Ông lão, điện thoại cho tôi làm gì? Hạ Thiên ở bên kia có vẻ không hứng thú gì lắm. Hạ thần y, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. La Dân Sinh có chút khách khí. Có gì thì hỏi ngay đi, bây giờ tôi rất bận. Hạ Thiên bất mãn nói. Điều này, xin hỏi Hạ thần y, cậu có quen biết một người ngoại quốc tên là Isabella không? La Dân Sinh cuối cùng cũng hỏi thẳng vấn đề. Hạ Thiên trả lời rất nhanh. Biết, đó là vợ tôi. Hạ thần y, xin hỏi cậu có biết Isabella làm nghề gì không? La Dân Sinh ngẩn người. Tất nhiên là biết, cô ấy là sát thủ. Hạ Thiên vẫn trả lời rất nhanh. Lúc này La Dân Sinh không còn gì để nói, người này biết Isabella là sát thủ nhưng vẫn nhận làm vợ sao? Hơn nữa giọng điệu của đối phương giống như không quá quan tâm. Hạ thần y, cậu có biết tối qua Isabella đã giết người không? La Dân Sinh lại hỏi. Biết. Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Tên nào bị vợ tôi giết thì rõ ràng là đáng chết, còn nữa, ông đừng làm phiền được không? Vợ tôi giết người có liên quan gì đến tôi? La Dân Sinh ngây người, sau đó cũng cảm thấy rất đúng. Isabella giết người hình như không liên quan gì đến Hạ Thiên, dù hai người bọn họ quen biết nhau, dù quan hệ rất thân thiết, chỉ cần Hạ Thiên không đồng mưu thì chẳng có liên quan gì nhiều. Dù muốn bắt thì cũng chỉ phải truy tùng Isabella, nhưng xét vào những chứng cứ bây giờ thì Hạ Thiên thật sự không giống như đồng mưu. Hạ thần y, cậu biết Isabella ở đâu không? La Dân Sinh hỏi dò một câu. Không biết, có biết cũng không nói cho ông nghĩ rằng tôi sẽ cho người đến bắt vợ mình sao? Hạ Thiên tức giận nói. La Dân Sinh thiếu chút nữa đã phải chết giấc, lão có chút trầm mặc rồi bất đắc dĩ nói. Cảm ơn Hạ thần y, tôi sẽ không quấy rầy cậu. À, chờ chút. Hạ Thiên hình như nhớ đến một vấn đề gì đó. Hạ thần y, cậu còn có chuyện gì sao? La Dân Sinh có chút buồn bực. Này, tôi biết các ông muốn bắt vợ tôi cảnh cáo các ông, nếu các ông bắt thì có thể được nhưng không được giết, còn nữa, nếu bắt được nhớ báo cho tôi biết. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Điều này, chúng tôi bắt người thường rất bất đắc dĩ, nếu không ở vào tình cảnh bất khả kháng thì sẽ không nổ súng. La Dân Sinh có chút chần chừ. Còn nữa, nếu Hạ Thần Y là người thân của Isabella, như vậy dựa theo lẽ thường, chúng tôi bắt được người sẽ thông báo. À, vậy thì tốt. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. La Dân Sinh không nghĩ ra, Hạ Thiên cố ý căn dặn như vậy vì nguyên nhân đặc biệt gì. Hạ Thiên ở bên kia cúp điện thoại thì lầm bầm một câu. Nếu chị Isabella bị bắt thì tôi sẽ đến cứu. Đại ca, bọn họ đã đến. Một âm thanh cung kính vang lên bên cạnh Hạ Thiên, người nói là Bạch Tiểu Lỗi. Lúc này Hạ Thiên cũng không ở tại khách sạn, hắn đang ở trong biệt thự của Bạch Tiểu Lỗi. Nửa giờ trước hắn đang dùng tay xoa bóp hai quả cầu tròn xoe căng cứng của Diệp Mộng Oánh thì nhận được điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi, vì vậy hắn và Diệp Mộng Oánh kết thúc trận chiến giữa trưa, cả hai chạy xe đến biệt thự Bạch Tiểu Lỗi. Là các người. Khi thấy Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh thì Kim Điền không khỏi hô lên nghẹn ngào, đến lúc này hắn mới hiểu mình vì sao bị bắt về đây. Đại ca, để em xử lý cho. Bạch Tiểu Lỗi chủ động nói, bây giờ hắn đã biết rõ nguyên nhân sự việc. Thì ra đại ca của hắn bị tên thám tử Tư này nghe lén, hơn nữa còn sao chép ra đĩa. Hắn không biết nội dung cụ thể, chỉ biết thứ này không được truyền ra ngoài, cần phải tìm được và hủy diệt. Được. Hạ Thiên gật đầu, Diệp Mộng Oánh bây giờ đang dựa lên người Hạ Thiên, tuy nàng đã được tẩy tủy cải tạo thể chất nhưng vẫn không thể chịu nổi những đợt hoạt động không tiết chế của Hạ Thiên, bây giờ nàng vẫn còn dã rời bay bổng. Bạch Tiểu Lỗi đứng lên đi đến trước mặt Kim Điền. Hắn cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Kim Điền, nghe nói chú là thám tử Tư đệ nhất thủ đô, chú có biết anh không? Chương 595, làm sai một chuyện phải trả cái giá đắt. Không, không biết. Giọng điệu của Kim Điền có chút run rẩy, bây giờ hắn đã hiểu mình gây đại họa.
anh đây họ Bạch, tất cả mọi người đều gọi anh là Bạch Tam thiếu gia. Bạch Tiểu Lỗi dùng giọng bình tĩnh nói. Tất nhiên với thân phận của chú thì sợ rằng chưa từng được nghe ai nói về anh, nhưng chú đã nghe nói đến Nhâm Trung Hằng chứ? Nhâm đại ca sao? Hàm răng Kim Điền bắt đầu va vào nhau. Nghe, đã từng nghe qua. Anh nói Nhâm Trung Hằng là thủ hạ của mình, chú có tin không? Bạch Tiểu Lỗi nở nụ cười sáng lạn. Tôi tin. Kim Điền liên tục gật đầu. Chú có biết chú nghe lén ai không? Chú nghe lén đại ca của anh. Bạch Tiểu Lỗi đột nhiên trở mặt, hắn đá lên người Kim Điền. Chú muốn gì, chú mà là đệ nhất thám tử sao? Chú làm việc mà không biết điều tra trước sao? Chú không biết có những người không nên động vào à? Thật xin lỗi, Tam thiếu gia, tôi thật sự không biết, là tôi có mắt như mù. Kim Điền bị đạp ngã xuống đất, hắn khóc nức nở nói. Nghe nói chú đang thu thập tài liệu về đại ca và đại tẩu, chú muốn tống tiền sao? Bạch Tiểu Lỗi ngồi xổm xuống. Chú muốn bao nhiêu tiền? 100 triệu, 1 tỷ. Thật ra anh cũng có thể cho chú, nhưng chú thấy mình xứng đáng sao? Không, thật sự không, tôi làm sao dám tống tiền? Kim Điền vội vàng phủ nhận, đáng tiếc là hắn nói còn chưa xong đã bị ăn đá. Bạch Tiểu Lỗi không hổ danh là tiểu đệ của Hạ Thiên, cũng thích đánh người như Hạ Thiên. Chú thật sự có muốn tống tiền hay không cũng chẳng quan trọng, bây giờ anh hỏi chú. Những thứ chú chuẩn bị dùng để tống tiền đại ca và đại tẩu của anh, chú để ở đâu? Bạch Tiểu Lỗi đứng lên, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tất cả đều ở trong máy tính, nhưng máy tính ở nhà tôi. Tôi có thể về lấy. Kim Điền vội vàng nói. Chỗ khác thì sao, chú có giấu đi đâu khác không? Bạch Tiểu Lỗi lại hỏi. Không có, thật sự không có. Kim Điền vội vàng nói. Bạch Tiểu Lỗi lại đá lên người Kim Điền. Loại người như chú còn giấu anh sao? Không phải chú có một phần HCO Trần Tự Cường sao? Vâng, tôi có một phần cho Trần Tự Cường, nhưng tôi thật sự không còn bản nào khác, anh nên tin tôi sao dám lừa gạt anh? Kim Điền liên tục giải thích. Hừ, như chú mà dám gạt anh sao? Bạch Tiểu Lỗi cầm lấy điện thoại gọi đi. Hủy diệt tất cả vật phẩm, anh cần chúng nó thành cho, hiểu chưa? Bạch Tiểu Lỗi cúp điện thoại rồi đi đến trước mặt Hạ Thiên. Hắn cung kính nói. Đại ca, em đã kiểm tra chỗ của Kim Điền, nơi đó không còn bất kỳ thứ gì khác, tất cả những gì của hắn đều được em đưa đi, bây giờ em sẽ tiêu hủy tất cả. Hắn có một chiếc xe 16 chỗ, em cũng tiêu hủy, bây giờ không còn bất kỳ chứng cứ nào. Tiểu Hắc, chú làm rất tốt. Hạ Thiên rất thỏa mãn, có tiểu đệ thường là như vậy, cũng không cần tự mình đi làm tất cả. Đại ca, xử lý hắn thế nào? Bạch Tiểu Lỗi lại hỏi. Tên ngốc này sao, để anh. Hạ Thiên đứng lên đi đến bên cạnh Kim Điền. Này, tên ngốc, chú biết mình làm sai phải trả giá đắt không? Biết, em biết. Kim Điền nơm nớp lo sợ, sau đó hắn bắt đầu cầu xin. Đại ca, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không nên dùng camera ghi hình các anh, sau này em sẽ không dám nữa, thật sự không? Sau này chú có làm hay không thì liên quan gì đến anh? Bây giờ chú làm sai. Chú phải trả giá. Trên tay Hạ Thiên có một cây ngân châm. Chú dám muốn nhìn lén vợ anh, tuy chú còn chưa được thấy, nhưng ý nghĩ của chú là không đúng, vì vậy anh muốn cho chú mù mờ. Không cần phải. Kim Điền vội vàng cầu xin, sau đó trước mắt đen kịt một mảnh, hắn lập tức hoảng sợ. Mắt của tôi. Lúc này Hạ Thiên lại nói. Chú quá ngốc, còn nghe những gì không nên nghe, âm thanh dễ nghe của mỹ nữ tỷ tỷ mà chú cũng nghe lén sao? Vì vậy anh muốn chú điếc đặc. Kim Điền vừa nói xong thì cảm thấy thế giới trở nên cực kỳ yên ắng, hắn không khỏi la lên. Tôi làm sao vậy? Sao không có âm thanh nào? Nhưng lúc này Kim Điền không nghe được âm thanh của mình, vì vậy hắn cũng cực kỳ hoảng sợ, hắn điên cuồng mắng lớn. Hạ Thiên, con bà mày là thần y sao? Mày là cầm thú, ông muốn đến cục công an tố cáo mày, ông tố cáo mày tội giết người, mày chờ ngày bị bắn chết đi, con bà mày. Kim Điền liên tục líu lo, tuy miệng hắn mấp máy nhưng không còn âm thanh nào được phát ra. Chú quá ồn, anh cho chú hết nói được luôn. Hạ Thiên lầm bầm nói. Kim Điền đột nhiên nhào về phía Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên vung châm đâm lên người hắn, sau đó hắn đứng yên với một tư thế cực kỳ quỷ dị. Chú còn muốn đánh anh sao? Vậy anh cho chú đơ luôn. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Kim Điền. Chú đúng là ngu ngốc.
Hạ Thiên xoay người đi đến bên cạnh Diệp Mộng Oánh rồi cười hì hì nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, bây giờ tất cả đã xong, chị không còn gì phải lo lắng. Vậy hắn thì sao? Diệp Mộng Oánh vẫn còn có chút lo lắng. Đại tẩu, chị không cần lo, em sẽ xử lý. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng nói. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần tùy tiện ném tên này đến đâu cũng được. Hạ Thiên cho Bạch Tiểu Lỗi một lời đề nghị. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi gật đầu, sau đó hắn vung tay. Đưa tên này ra ngoài. Ngay sau đó có hai tên đến nhấc bổng Kim Điền đưa ra, phòng ba nghe lén coi như cơ bản chấm dứt. Ông xã, điện thoại kìa. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, sau đó hắn nhận điện thoại. Này, trước đó sao em không điện thoại cho anh? Người điện thoại đến là Tiểu Yêu Tinh, cũng vì nàng không nhận điện thoại mà Hạ Thiên không tìm được Kim Điền ngay lập tức, còn cần Bạch Tiểu Lỗi đưa Kim Điền đến. Chồng, em vừa thức dậy, anh xem, em thức dậy đã điện thoại cho anh ngay rồi đấy. Tiểu Yêu Tinh cũng làm núng, nhưng rõ ràng không có uy lực bằng Mộc Hàm. Tiểu Yêu Tinh không đợi Hạ Thiên nói chuyện mà vội vàng hỏi. Chồng, anh điện thoại cho em làm gì? Không có gì, chỉ cần em hỗ trợ mà thôi. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Không có gì à? Tiểu Yêu Tinh có hơi thất vọng. Người ta đang nhàm chán, à, chồng ở đâu? Có phải đang đi chơi với chị Hàm không? Ủa, không đúng, Na không đi cùng với Mộc Hàm, sao anh lại đến nhà của Bạch Tiểu Lỗi? Này, không có gì thì anh cúp điện thoại. Hạ Thiên tức giận nói. Đừng, đừng cúp, em còn có chuyện. Tiểu Yêu Tinh vội vàng hô lên. Chương 596, Tiểu Yêu Tinh bị tập kích. Chồng, em đói bụng quá à? Tiểu Yêu Tinh nói bằng giọng đáng thương. Nếu em đói thì cứ ăn cơm. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chỗ em chẳng phải chỉ cần gọi món sẽ có người đưa lên sao? Trong biệt thự của Tiểu Yêu Tinh có một hệ thống thức ăn, nàng chỉ cần gọi món là có người chư xê tiếp đưa ra ngoài, sau đó thông qua những bước truyền tống nào đó mà đến trước mặt nàng. Nói cách khác là nàng không cần ra khỏi nhà nhưng thích ăn gì cũng được. Chồng, tên khốn giúp em mua cơm đã xin nghỉ việc, đại ca cũng còn chưa tìm được người mới, bây giờ em gọi món ăn cũng vô dụng, không có người đưa đến. Tiểu Yêu Tinh có chút uất ức. Bây giờ anh cũng không có thời gian giúp em đưa cơm, em muốn ăn thì tự mình hoạt động. Hạ Thiên nhìn Diệp Mộng Oánh, hắn cảm thấy giúp vợ là rất tốt, nhưng hắn cảm thấy chuyện dùng cơm chẳng có gì to tát, tự mình ra ngoài ăn cũng chẳng có gì. Chồng, nếu em ra ngoài một mình, lỡ may bị người ta bắt cóc thì sao? Tiểu Yêu Tinh lẩm bẩm. Nếu không anh đến đón em đi. Anh đến đón chẳng bằng đưa cơm qua cho em. Hạ Thiên tức giận nói. Được rồi, em tự mình đi, đúng là mất hứng. Anh đang ở biệt thự của Bạch Tiểu Lỗi phải không? Chờ em một chút, đến ngay. Được rồi, anh chờ em. Hạ Thiên cũng không chú ý khi phải chờ vợ mình. Yêu Tinh biệt uyển. Chồng quái quỷ gì, nhờ một chút cũng không xong, đúng là không thương mình. Tiểu Yêu Tinh vứt điện thoại sang một bên rồi lầm bầm. Nếu chị Hàm đói bụng thì anh đã sớm đưa thức ăn đến tận nơi, em chẳng phải chỉ không có được vóc dáng như chị Hàm thôi sao? Không cho em ăn thì sao có thể phá dục được? Tiểu Yêu Tinh mở máy tính, nàng tìm kiếm, sau đó thấy một dãy menu, nàng bắt đầu cảm thấy khó khăn. Ăn gì đây? Vừa rồi Tiểu Yêu Tinh nói không có người đưa cơm đến chỉ là giả. Tên đưa cơm đã nghỉ việc là không sai, Triệu công tử còn chưa tìm được người mới, điều này cũng đúng, nhưng vấn đề là trước nay người đưa cơm đến cho nàng không phải chỉ có một, những người này không những có nhiệm vụ đưa cơm, còn làm nhiệm vụ bảo vệ. Không thể nghi ngờ những người có cấp bậc thường có vệ sĩ bảo vệ, Tiểu Yêu Tinh ít nhất cũng có thân phận ở Triệu gia, sao nàng không có vệ sĩ bảo vệ cho được. Hình như thứ gì cũng ăn chán chê rồi. Tiểu Yêu Tinh thì thào. Nếu không, hay là không cần gạt chồng. Cùng hắn đi dùng cơm là được, nếu không anh ấy sẽ cho ăn đòn. Tiểu Yêu Tinh suy nghĩ và quyết định phải ra ngoài dùng cơm, nàng nhanh chóng thay đồ ngủ và mặc vào một bộ quần áo khá khác biệt, còn mang theo một chiếc máy tính xách tay. Nàng nhanh chóng đi xuống lầu rời khỏi cửa, vì nàng không muốn bị chồng đánh, vì vậy chỉ có thể cùng ra ngoài dùng cơm. Tiểu Yêu Tinh vừa mới ra đến đường thì một chiếc xe chống đạn phóng đến dừng ngay bên cạnh. Tiểu Yêu Tinh kéo cửa xe ngồi vào trong. Đến nhà Bạch Tiểu Lỗi. Vâng. Lái xe của Yêu Yêu chính là một người đàn ông cường tráng, hắn lên tiếng rồi khởi động xe chạy ngay. Lúc này tốc độ xe cũng không nhanh, hơn nữa xe chống đạn rất cồng kềnh, mà nguyên nhân thứ hai cũng là vì vấn đề an toàn.
Phía sau chiếc xe chống đạn còn có một chiếc xe khác, hai người trong chiếc xe này luôn bảo trì khoảng cách 50 mét với xe của Yêu Yêu, bên trong cũng là vệ sĩ. Xe chạy được hơn 10 phút thì đến trước một tòa biệt thự, tất cả đều rất bình thường, nhưng khi chiếc xe chống đạn chuẩn bị chạy qua thì dị biến phát sinh. Hai chiếc xe đang đứng dưới lầu đột nhiên dùng tốc độ cao phóng đến bên cạnh, hầu như hai chiếc xe cùng đâm lên chiếc xe chống đạn vào cùng thời gian. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, người ngồi trong xe bị chấn động dữ dội. Két, xe chống đạn chợt thắng gấp, sau đó tài xế tiếp tục giẫm chân ga, xe tiếp tục chạy về phía trước. Không thể không nói chiếc xe chống đạn này có bộ khung khá tốt mà kỹ thuật của lái xe cũng rất tốt, dưới tình huống va chạm như vậy mà xe không quá biến dạng, lái xe cũng không bị đánh ngã. Đùng, đùng, đùng. Trên hai chiếc xe vừa rồi thò ra vài cây súng, sau đó tất cả nhả đạn điên cuồng vào chiếc xe chống đạn, nhưng công năng của chiếc xe là rất mạnh, những loại đạn này không tạo nên nhiều uy hiếp. Chúng ta bị tập kích, mau giải quyết bọn họ. Tên lái xe vừa tiếp tục điều khiển xe vừa cầm lấy bộ đàm nhanh chóng nói. Tiểu Yêu Tinh lại cầm điện thoại bấm số Hạ Thiên. Chồng, chồng, không tốt, có người muốn giết em. Em đang ở đâu? Hạ Thiên vội hỏi, hắn không nghi ngờ lời nói của Tiểu Yêu Tinh, vì hắn nghe được tiếng súng. Em vừa chạy qua, nơi này là... Tiểu Yêu Tinh nhìn quanh quẩn, nàng định nói gì đó thì phía sau lại vang lên hàng loạt tiếng súng. Yêu Yêu đừng lo lắng. Bọn họ không đuổi theo. Tài xế lúc này mở miệng nói. Lúc này Tiểu Yêu Tinh nói vào trong điện thoại. Chồng, có lẽ anh khỏi cần đến cứu em an toàn rồi. Thật sự an toàn sao? Hạ Thiên có chút lo lắng, vừa rồi hắn không muốn đi đưa cơm, nhưng bây giờ có người muốn giết vợ hắn, đúng là lớn chuyện. À, thật sự không có gì, vài phút nữa em sẽ đến. Lúc này Tiểu Yêu Tinh dùng giọng khẳng định nói. Vì nàng đã mở máy tính dùng tốc độ thật nhanh kết nối vệ tinh, lúc này trên hình ảnh có hai chiếc xe chạy thục mạng theo một hướng khác, đang dần rời xa chỗ này. Vậy thì được, anh sẽ chờ em đến. Hạ Thiên cuối cùng cũng yên lòng. Yêu Yêu, kẻ địch đã bỏ chạy, bên ngoài tạm thời không an toàn, tôi đề nghị chúng ta không nên đến chỗ kia, chúng ta đổi địa phương an toàn khác nhé. Tài xế mở miệng hỏi. Không cần, chồng tôi ở đó, anh may đưa tôi đến, nơi đó là an toàn nhất. Tiểu Yêu Tinh vội vàng nói. Được rồi. Tài xế có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn phải chạy đến nhà Bạch Tiểu Lỗi theo đúng kế hoạch, dù sao hắn cũng chỉ là lái xe kiêm vệ sĩ, hắn chỉ có thể đáp ứng tất cả lời yêu cầu của Yêu Yêu. Vài phút sau, trong biệt thự của Bạch Tiểu Lỗi. Bạch Tiểu Lỗi thấy một người nhào vào lòng Hạ Thiên thì vẻ mặt biến đổi vài lượt, điều này. Đây không phải là công chúa Triệu gia sao? Vì sao cũng có quan hệ với Hạ Thiên? Việc này đến bây giờ hắn mới biết được. Chương 597, ăn chay. Chồng, chồng, vừa rồi em thiếu chút nữa đã bị người ta bắn chết, đúng là buồn cười, em thông minh đáng yêu như vậy, sao lại có người muốn giết em? Những người này còn đáng giận hơn cả chồng, à, không phải, vừa rồi em muốn nói bọn họ còn không nói lý lẽ hơn cả chồng. Yêu Yêu thấy Hạ Thiên thì bắt đầu kể khổ, nhưng nàng vì nói không cẩn thận mà một tiếng đét vang lên, mông của nàng đã gặp nạn. Hu hu hu, đau quá, chồng là người xấu. Yêu Yêu thầm khóc trong lòng nhưng biểu hiện lại không nói gì, nàng sờ lên mông rồi nói với Hạ Thiên. Chồng, đám người kia muốn giết em, anh phải báo thù cho em. Đương nhiên, bọn họ dám giết vợ anh, đến khi anh bắt được thì xử lý sạch. Hạ Thiên mở miệng nói, yêu cầu này hắn sẽ đồng ý. Hi hi, chồng đúng là rất tốt. Yêu Yêu trở mặt rất nhanh, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhưng lúc này trong lòng nàng đang thầm nghĩ. Sau khi quay về phải luyện công cho tốt, nhất định một ngày nào đó phải đánh chồng lên bờ xuống ruộng. Bạch Tiểu Lỗi lúc này thiếu chút nữa đã chết ngất, công chúa Triệu gia này lại bị Hạ Thiên cho ăn đòn, hơn nữa còn làm nũng, mở miệng là gọi chồng rất thân mật. Thì ra náo loạn một lúc Bạch Tiểu Lỗi mới biết đại ca còn có quan hệ thân thiết với cả Tôn gia. Trước đó hắn chỉ biết Lý gia phải thảm thương dưới tay Hạ Thiên, nhưng hắn không biết Hạ Thiên có quan hệ với Tôn gia, điều này không khỏi làm cho hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ Lý gia bị Hạ Thiên hại có liên quan đến Triệu gia? Tất nhiên nếu đây là sự thật thì cũng không có gì xấu ảnh hưởng đến Bạch Tiểu Lỗi, hắn quả thật không hài lòng với địa vị hiện tại của Bạch gia, hắn hy vọng Bạch gia có thể hùng mạnh hơn nhưng chưa từng nghĩ sẽ khiêu chiến với địa vị của Triệu gia. Đối với Bạch Tiểu Lỗi thì địa vị của Triệu gia căn bản không thể nào khiêu chiến, mục tiêu của hắn chỉ muốn kéo Bạch gia thoát khỏi vị trí bốn tiểu gia tộc và vào nhóm tứ đại gia tộc mà thôi. Chồng,
Chồng, bây giờ chúng ta đi ăn cơm chưa? Yêu Yêu lại thúc giục, bây giờ nàng thật sự rất đói. Được rồi. Hạ Thiên đồng ý, tuy bây giờ thời gian còn sớm, chưa đến 5 giờ, nhưng ăn cơm cũng không sao. Đúng rồi, ở gần đây có một khu phố đồ chay, thức ăn rất ngon, chúng ta đi ăn nhé. Yêu Yêu lại hỏi. Hạ Thiên không trả lời ngay, hắn nhìn Diệp Mộng Oánh rồi hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị thấy thế nào? Tôi không có vấn đề. Diệp Mộng Oánh khẽ nói. À, được rồi, chúng ta sẽ đến đó ăn chay. Hạ Thiên cũng không có ý kiến, hắn kéo tay Diệp Mộng Oánh rồi nói với Bạch Tiểu Lỗi. Chú cũng đi chứ? Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi gật đầu. Ủa, đại ca của anh không phải là Bạch Đại Sâm sao? Yêu Yêu nhìn Bạch Tiểu Lỗi với ánh mắt buồn bực. Nhưng tên anh trai của anh nghe rất hay, à, nếu dễ nghe hơn thì phải là Đại Hắc. Điều này, Yêu Yêu, tôi có một đại ca là Bạch Đại Sâm, nhưng Hạ Thiên cũng là đại ca của tôi. Bạch Tiểu Lỗi giải thích. Hi hi, vậy sao? Vậy thì anh phải gọi tôi là Đại Tẩu. Yêu Yêu cười hì hì, bộ dạng rất thú vị. Vâng, Đại Tẩu. Bạch Tiểu Lỗi rất bất đắc dĩ. Hi hi, ngoan lắm. Yêu Yêu cố ý ra vẻ ta đây. Bạch Tiểu Lỗi thiếu chút nữa thì ói máu chết, đã sớm nghe nói tiểu công chúa của Triệu gia thích đùa, thì ra lời đồn là sư thật. Đại ca, khu phố ăn chay rất gần chỗ này, đi bộ cũng chỉ 5 phút đồng hồ, không bằng chúng ta đi bộ sang nhé. Bạch Tiểu Lỗi sợ tiếp tục bị tra tấn, vì vậy hắn di chuyển chủ đề sang sự kiện dùng cơm. Vậy cũng được. Hạ Thiên gật đầu. Vâng, đại ca, hai vị đại tẩu, xin mời. Bạch Tiểu Lỗi đứng lên dẫn đường, Hạ Thiên thì kéo Diệp Mộng Oánh đi theo. Yêu Yêu vừa ôm cánh tay của Hạ Thiên vừa nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng Oánh, sau đó nàng thầm nghĩ. Chị này cũng có dáng người ngon hơn mình, trách không được chồng không muốn đưa cơm đến cho mình. Dáng người ngon thì hay sao? Nào có thông minh bằng mình. Bạch Tiểu Lỗi ở bên kia lại cảm khái, Hạ Thiên đúng là không hổ danh Hạ Thiên, nắm công chúa của Triệu gia, hơn nữa bây giờ còn dắt theo cả hai nàng, đúng là châu chó không bình thường. 5 giờ rưỡi, ở tòa soạn báo giải trí thủ đô. Trương Đan, tan tầm chưa? Khi vừa ra khỏi tòa soạn thì Trương Đan đã nhận được điện thoại của Ninh Khiết. Vừa tan tầm, vừa mới ra luôn, còn bạn, bạn tan tầm chưa? Trương Đan hỏi. Mình đã thấy bạn rồi. Ninh Khiết nói rồi cúp điện thoại, sau đó nàng hô lên với Trương Đan. Trương Đan, bên này. Trương Đan nhìn lại, nàng thấy Ninh Khiết đại mỹ nữ đang đứng bên đường vẫy tay với mình, vì vậy vội vàng chạy đến. Ninh Khiết, hôm nay bạn tan tầm sớm thế. Trương Đan có chút kỳ quái. Thật ra không phải hôm nay quá sớm, chẳng qua lần trước tan tầm trễ. Ninh Khiết cười nhạt một tiếng, sau đó nàng kéo tay Trương Đan. Đi thôi, chúng ta đi dùng cơm. Được, đi đâu đây? Trương Đan vừa đi theo Ninh Khiết vừa hỏi. Lên xe trước đã. Ninh Khiết đã dừng lại bên cạnh một chiếc xe, lái xe cũng vừa lúc mở cửa. Điều này. Trương Đan nhìn chiếc xe mà lắp bắp. Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Ninh Khiết. Xe của bạn sao? Cứ xem là như thế, lên xe rồi nói sau. Ninh Khiết kéo Trương Đan vào trong xe. Lái xe đóng cửa, xe khởi động rất nhanh, Trương Đan ngồi phía sau vẫn ngây người, đây là Rolls Royce, là Rolls Royce. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng được ngồi Rolls Royce. Ninh Khiết, bạn phát tài rồi à? Một lúc lâu sau Trương Đan mới hỏi. Cũng không phải phát tài. Xe này mình có thể dùng, nhưng thật ra cũng không phải là của mình. Ninh Khiết lắc đầu. Trương Đan, những ngày qua mình có một vài điều kỳ ngộ. Nhưng vì có nguyên nhân mà mình không thể hoàn toàn nói rõ cho bạn, sau này mình sẽ nói cho bạn biết. Được. Trương Đan khẽ gật đầu đần độn, tất cả biến đổi quá mau làm nàng phản ứng không kịp. Trong xe yên tĩnh trở lại, Ninh Khiết cũng không chủ động mở chủ đề, nàng cần thời gian cho Trương Đan tiêu hóa những biến đổi của mình. Đã đến nơi. Một lát sau xe dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa xe rồi cung kính nói với Ninh Khiết. Trương Đan, xuống xe thôi. Ninh Khiết khẽ nhắc nhở. À, nhanh vậy sao? Trương Đan lúc này đã tỉnh táo khá nhiều, nàng xuống xe rồi nhìn phía trước. Ủa, phố ăn chay sao? Mình nghe nói hương vị thức ăn ở đây rất ngon. À, mình cũng được người ta giới thiệu, mà mình nhớ bạn thích ăn chay mà. Ninh Khiết vừa nói vừa kéo Trương Đan đi vào. Đúng lúc này có người đi đến trước mặt,
khi thấy người này thì vẻ mặt hai người phụ nữ chợt biến đổi. Chương 598, oan gia ngõ hẹp. Trong tầm mắt của Ninh Khiết và Trương Đan là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, trên tay hắn là một sao nước ngọt. Người này đang vội vàng đi tới, sau đó hắn nhanh chóng vào trong một gian phòng, hắn căn bản không nhìn thấy Ninh Khiết và Trương Đan. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trương Đan nở nụ cười tự giễu. Có nên vào chào hỏi không? Ninh Khiết hỏi. Thôi, khỏi để hai bên mất mặt. Trương Đan lắc đầu. Đừng động vào hắn, chúng ta đi dùng cơm của mình thôi. Trương Đan tìm một vị trí gần cửa sổ bên ngoài đại sảnh để ngồi xuống, Ninh Khiết cũng ngồi xuống ở phía đối diện. Trương Đan, nếu bạn còn yêu anh ta, mình sẽ cướp về cho bạn. Ninh Khiết trầm ngâm một chút rồi nói, người đàn ông đẹp trai mà vừa rồi hai nàng nhìn thấy chính là bạn trai của Trương Đan vào thời đại học, chính là tên khốn vì tiền mà theo cô gái Đồng Yến. Với năng lượng hiện tại của Ninh Khiết thì hoàn toàn có thể cướp bạn trai về cho Trương Đan, điều này không quá khó khăn. Trương Đan lắc đầu. Thôi bỏ đi, Ninh Khiết, mình cũng không gạt bạn, mình ở với hắn 4 năm đại học, muốn nói bây giờ đã quên thì là giả. Nhưng bạn cũng biết đấy, loại đàn ông này không đáng tin, dù mình thật sự cướp hắn về thì phải làm thế nào. Anh ta có thể bỏ chạy một lần, cũng sẽ có lần thứ hai, hơn nữa lúc đầu mình yêu cũng vì cảm thấy anh ta có năng lực, tất nhiên đẹp trai cũng là một phương diện, nhưng bây giờ mình đã biết anh ta là loại người gì, dù đẹp trai thì mình cũng không còn hứng thú. Bạn nghĩ như vậy thì quá tốt. Ninh Khiết gật đầu, tuy nói nàng tình nguyện cướp người yêu về cho Trương Đan nhưng thật ra cũng thấy người đàn ông kia chẳng ra gì. Vì vậy nàng dừng lại một chút rồi nói. Yên tâm đi, Trương Đan, với điều kiện của bạn thì nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt, mình sẽ chú ý giúp bạn, nếu thấy người phù hợp mình sẽ giới thiệu cho. Bạn đấy, cũng đừng vội giới thiệu cho mình, nói thật nhé, vào thời điểm này mình thật sự không dám tìm đàn ông, thôi thì bạn tự giúp mình tìm đi. Trương Đan lúc này tâm tình đã khôi phục trở lại như thường. Này, thật ra mình cảm thấy Hạ Thần Y kia rất tốt, bạn thật sự không muốn cùng cậu ta phát triển sao? Bạn đừng nhắc đến cậu ta nữa. Ninh Khiết lắc đầu. Cậu phải biết rằng người kia rất lăng nhăng, cũng không muốn phát triển với mình. Lăng nhăng mới tốt, cậu ta càng lăng nhăng thì bạn sẽ càng có cơ hội, với điều kiện của bạn mà còn sợ không tranh chấp được với phụ nữ khác sao? Trương Đan lại rất có hứng thú. Điều kiện của mình sao? Ninh Khiết lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Điều kiện của mình kém hơn bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh cậu ta. Những ngày qua Ninh Khiết đã được biết rất nhiều chuyện về Hạ Thiên, những tài liệu của hắn lại làm nàng trợn mắt há mồm. Nàng thật sự không ngờ mình kéo một người đàn ông hùng mạnh như vậy về nhà, điều này làm nàng cảm thấy khó tưởng. Tên kia không những đáng giận, hơn nữa còn lăng nhăng đến mức làm người ta tức giận sôi sục. Có khoa trương như vậy không? Trương Đan chợt ngẩn người. Bạn đừng nói cho mình biết, Hạ Thần Y có 10 người bạn gái, hơn nữa ai cũng đẹp như Mộc Hàm đấy nhé. Hạ Thiên gật đầu, nàng thành thật nói. Sự thật là như vậy. Trời ạ! Trương Đan đau đầu. Bạn nói như vậy thì mình càng cảm thấy cậu ta là một người đàn ông tốt. Ninh Khiết lắc đầu. Thôi bỏ, không nói đến vấn đề này nữa, chúng ta gọi món đi. Ninh Khiết gọi nhân viên phục vụ, hai nàng gọi 10 mấy món. Mỗi thứ một ít. Tuy chỉ có hai người nhưng Ninh Khiết nghe nói thức ăn ở đây mỗi phần rất ít, vì vậy nếu không gọi 10 mấy món thì đừng hòng ăn no. Sau khi gọi xong thức ăn thì Trương Đan lại nhớ đến một vấn đề. Đúng rồi, Ninh Khiết, mình nghe nói Lương Dũng kia đã ra viện, bạn nên cẩn thận, hắn sẽ đến tìm bạn gây phiền toái. Không cần lo, mình không sợ hắn. Ninh Khiết không quan tâm đến vấn đề này. Đúng rồi. Anh chàng họ Tống kia nói rằng sẽ thu phục cho bạn. Trương Đan nhớ đến chuyện này. Này, Ninh Khiết, bây giờ bạn đột nhiên có biến đổi lớn, có phải có quan hệ với Tống gia kia không? À, có thể nói là như vậy. Ninh Khiết cũng không giấu. Chiếc xe vừa rồi là của Tống gia. Tống gia sao lại tốt với bạn như vậy? Này, không phải cảnh sát Tống kia thích cậu đấy chứ? Trương Đan bắt đầu đoán mò, thật sự không hổ danh là phóng viên. Không phải. Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ, Trương Đan tốt trên nhiều phương diện, nhưng thích đoán mò, luôn thích ghép đôi lung tung. Trước đó người này ghép Ninh Khiết và Hạ Thiên, bây giờ còn muốn ghép nàng và Tống Vệ Dân. Cũng may thức ăn được đưa lên rất nhanh, Trương Đan cuối cùng cũng không tiếp tục suy đoán, xem như thức ăn chặn họng. Hương vị của quán chay này rất ngon, hơn nữa vì nguyên nhân ăn nhiều mà không sợ béo nên hai người đều ráng sức ăn uống.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi nói xong những chuyện phiền lòng thì bắt đầu nói đến những thứ lý thú hơn, thỉnh thoảng cả hai cùng cười vui vẻ. Bọn họ thường đưa đến những ánh mắt chăm chú, nhưng hai người không quan tâm, vì vậy có thể nói cả hai vô tình trở về khoảng thời gian thoải mái hồi đại học. Đáng tiếc là bầu không khí thoải mái nhanh chóng chặt đứt, một âm thanh phụ nữ rất chói tai vang lên. Đây không phải là Trương Đan sao? Đã lâu không gặp rồi. Ninh Khiết và Trương Đan cùng quay đầu, cả hai nhìn thấy một nam một nữ đi về phía bên này, người đàn ông cao lớn đẹp trai, đó chính là người vừa rồi hai người đã bắt gặp, người phụ nữ cũng có chút xinh đẹp, dáng người không tồi. Tuy kém xa Ninh Khiết nhưng cũng không thua kém bao nhiêu so với Trương Đan. Cô là Đồng Yến sao? Trương Đan nhìn chằm chằm vào cô gái rồi dùng giọng không xác định hỏi. Thế nào, mới đây mà đã quên nhau rồi sao? Người phụ nữ khẽ hừ một tiếng. Trương Đan, người ta nói quý nhân thường hay quên, nhưng tôi nhớ cô không phải là quý nhân, sao dễ quên như vậy? Mà cũng kỳ quái, phụ nữ thường luôn có địch ý với bạn gái của bạn trai trước đó, điều này làm cho rất nhiều người nghĩ không ra, vì dựa theo lẽ thường thì người phụ nữ trước đó bị người ta cướp bạn trai, đáng lý phải tức tối mới đúng. Nhưng thực tế lại khác, người bị cướp bạn trai không tức giận, nhưng người cướp được bạn trai của đối phương lại giống như kẻ địch không đội trời chung. Sự thật này được chứng minh với Đồng Yến và Trương Đan, rõ ràng Đồng Yến là kẻ cướp được bạn trai của Trương Đan, nhưng bây giờ Đồng Yến lại muốn gây phiền cho Trương Đan. Trương Đan có chút buồn bực, đúng là oan gia ngõ hẹp chật đường nào. Trước đó nàng cố ý không chào hỏi, nào ngờ bây giờ Đồng Yến thấy nàng, sớm biết như vậy thì trốn đi cho lành. Không biết cô cũng làm gì kỳ quái. Ninh Khiết xen vào một câu. Đồng Yến, với bộ dạng của cô bây giờ, ngay cả cha mẹ cô cũng nhận không ra nói gì là Trương Đan. Chương 599, quả nhiên có gian tình. Trương Đan rất tán thành câu nói của Ninh Khiết, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng bạn mình. Bây giờ miệng lưỡi của Ninh Khiết đã rất lợi hại, mắng người cũng rất hay. Hai người bọn họ rất quen thuộc Đồng Yến, phải biết rằng trước kia Đồng Yến có gương mặt xấu như quỷ, dáng người không ra gì. Bây giờ Đồng Yến đã biến dạng, nếu không phải nàng cùng đi với tên đàn ông kia, hơn nữa bộ dạng còn có chút tương tự thì Trương Đan thật sự không dám nghĩ người này là Đồng Yến. Nàng từng nghe nói Đồng Yến qua Hàn Quốc sửa sắc đẹp, nhưng không ngờ đối phương lại, giao kéo, toàn diện như vậy. Cô nói gì? Đồng Yến dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Ninh Khiết. Cô là ai? Tôi không biết cô, muốn gây chuyện sao? Tôi là Ninh Khiết. Ninh Khiết thản nhiên nói. Cô nói cô là ai? Khoảnh khắc này Đồng Yến bắt đầu nghi ngờ lỗ tai của mình. Xem ra tai không được tốt lắm. Ninh Khiết châm chọc. Cô đừng nói khi phẫu thuật thẩm mỹ thì cắt luôn cả tai rồi đấy nhé. Nếu như vậy thì tôi nói lại, tôi là Ninh Khiết, là bạn học của cô, Ninh Khiết, bây giờ rõ chưa? Cô thật sự là Ninh Khiết sao? Đồng Yến nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết một lúc lâu mà cảm thấy khó thể tin được, hơn nữa trong giọng nói còn có vẻ cực kỳ ghen ghét. Nàng cảm thấy Ninh Khiết năm xưa là người phụ nữ xấu nhất lớp, nhưng bây giờ Ninh Khiết lại quá đẹp, có thể so sánh với những ngôi sao trên TV, điều này đúng là quá khó tưởng. Đồng Yến, hình như cô ta thật sự là Ninh Khiết. Lúc này tên đàn ông cũng nói một câu, thật ra bọn họ chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện ra Ninh Khiết. Dù sao thì tướng mạo của nàng vẫn không thay đổi, trên mặt thiếu cặp kính mà thôi, tuy làn da cũng đẹp hơn nhưng vẫn là gương mặt trước kia. Tôi có phải là Ninh Khiết hay không cũng chẳng liên quan đến các người. Đồng Yến, tôi và Trương Đan đang dùng cơm, tôi hy vọng không có ai đến quấy rối, các người ăn xong rồi thì cứ tự nhiên đi trước. Ninh Khiết thản nhiên nói, nàng thật ra cũng không quá ác cảm với Đồng Yến, nàng thấy so sánh thì Đồng Yến đáng giận hơn, tất nhiên nàng cũng không có cảm tình gì với đối phương. Đáng tiếc là lời nói của Ninh Khiết cũng không thể đuổi được Đồng Yến, nàng vốn nghĩ đến trước mặt Trương Đan khoe khoang vẻ đẹp, nào ngờ bị Ninh Khiết đả kích. Đồng Yến đã tự cho là mình rất đẹp, bây giờ nàng so sánh mình với Ninh Khiết thì cảm thấy một trời một vực, vì vậy nàng thẹn quá hóa giận giống lên với Ninh Khiết. Ninh Khiết cô nói gì? Tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Cô không đi sao? Cô có tư cách gì nói với tôi như vậy? Đồng Yến, sợ rằng lại để cô thất vọng rồi, đừng tưởng rằng ai cũng thích đi phẫu thuật thẩm mỹ như cô đi Hàn Quốc để quay về mà cha mẹ nhận không ra, nhưng tôi không thích như vậy. Ninh Khiết muốn xả giận cho Trương Đan. Tất nhiên nàng sẽ không khách khí với đối phương. Trương Đan ở bên cạnh cũng bồi thêm. Đồng Yến, Ninh Khiết cũng không giống với cô, bạn ấy tìm được thần y chữa bệnh. Cô cho rằng ai cũng đi phẫu thuật như cô sao?
Ninh Khiết trời sinh đã đẹp, cô kém xa. Thối lắm, bộ dạng trước kia và bây giờ khác hẳn nhau, không phẫu thuật sao? Đồng Yến cười lạnh nói. Còn thần y gì, lừa gạt nhau sao? Tôi không tin có thần y này, có thể chữa tốt chân dài chân ngắn, tôi nghĩ là đi nối xương. Tin hay không tùy cô, tôi cũng không yêu cầu cô phải tin. Ninh Khiết lơ đễnh nói. Chính mình lạc hậu còn ở đây làm càn. Trương Đan có chút khinh bỉ. Tôi thấy cô ở Hàn Quốc mà ngu như heo rồi, chẳng lẽ cô không biết dạo này ở thủ đô có một thần y sao? Người ta rất lợi hại. Thần y, tôi thấy đó là thần côn thì đúng hơn. Đồng Yến cười lạnh một tiếng. Trương Đan, cô đừng gạt người, nếu có bản lĩnh thì kéo thần y đến xem, tôi cũng không tin có thần y. Người ta có thân phận gì, cô muốn gặp là gặp sao? Trương Đan có chút bất mãn, nàng nhìn Đồng Yến. Đủ rồi, chúng tôi đang dùng cơm, cô đến làm càn làm gì? Tôi thấy cô rõ ràng đang ghen ghét với vẻ đẹp của Ninh Khiết. Tôi ghen ghét cô ta sao? Đồng Yến nói bằng vẻ mặt khinh thường. Chẳng phải cũng là phẫu thuật sao? Tôi có nhiều tiền, sau này còn đẹp hơn nhiều. Trương Đan, đừng quan tâm đến cô ta. Ninh Khiết nhíu mày. Cô ấy nghĩ tôi phẫu thuật, cứ để mặc đi, cô ta thích nghĩ sao cũng được. Ờ, không so đo với tiểu nhân. Trương Đan gật đầu. Cô nói ai là tiểu nhân? Đồng Yến nổi giận. Ninh Khiết, cô bảo mình không phẫu thuật sao? Tên trị bệnh cho cô ở đâu? Nếu có thể tìm hắn đến đối chất, tôi sẽ tin cô. Xin lỗi không cần. Ninh Khiết dùng giọng không chút hoang mang nói. Cô chỉ cần đồng ý sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi và Trương Đan là được. Được, nếu các người có thể gọi tên thần y kia đến để chứng minh không phẫu thuật, sau này khi thấy các người tôi sẽ tự đi chỗ khác. Đồng Yến cười lạnh một tiếng. Nếu cô không thể chứng minh thì sau này thấy tôi phải cút đi ngay. Được rồi, cô quay đầu lại đi, cô có thể thấy tên thần y kia. Vẻ mặt Ninh Khiết có chút cổ quái, hôm nay đúng là trùng hợp, không chỉ đụng mặt Đồng Yến ở nơi đây, hơn nữa còn gặp cả Hạ Thiên. Đồng Yến quay đầu lại nhìn, trong mắt lập tức có cái nhìn ghen ghét, vì nàng thấy hai người đẹp, đại mỹ nữ dù nói về dáng người hay khí chất cũng là hoàn mỹ, còn cao hơn Ninh Khiết một bậc. Còn tiểu mỹ nhân tuy không có dáng người quá đẹp nhưng gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Điều duy nhất làm Đồng Yến có chút tự tôn chính là hai người đẹp kia cùng dán lên người một tên đàn ông, mà tên đàn ông này cũng không đẹp trai bằng đàn ông của nàng. Này, Hạ Thiên! Ninh Khiết hô một câu, nàng không gọi không được, vì nàng thấy Hạ Thiên sắp đi ra. Hạ Thiên cuối cùng cũng quay đầu nhìn, sau đó hắn phát hiện ra Ninh Khiết thì rất kinh ngạc. Quỷ sứ, chị sao lại ở đây? Ninh Khiết lập tức buồn bực, tên khốn kia quá ghê tởm, dám gọi nàng là quỷ sứ, nàng không tức giận sao? Đồng Yến nhìn Hạ Thiên rồi hỏi. Cậu là vị thần y đã chữa bệnh cho Ninh Khiết sao? Hạ Thiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn buông Diệp Mộng Oánh rồi lóe người đến trước mặt Ninh Khiết. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng vài lượt, sau đó đột nhiên giữ lấy cổ tay nàng. Ninh Khiết cảm thấy Hạ Thiên đưa tay đến, nàng vô thức muốn tránh, nhưng nàng không thể nào làm được. Nàng bị hắn giữ chặt tay, vì vậy có chút bất an. Nàng căng thẳng hỏi. Cậu làm gì? Căng thẳng làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ninh Khiết. Đụng tay mà thôi, người chỉ có thứ gì tôi chưa sờ. Ninh Khiết lập tức sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, người này sao đáng giận như vậy? Hắn không biết nói lời dễ nghe hơn sao? Trương Đan ở bên cạnh nghe thấy câu nói này thì hai mắt tỏa sáng, quả nhiên có gian tình. Chương 600, chỗ nào chưa xem. Khi Trương Đan còn đang ảo tưởng pha gay cấn nắm bóp lẫn nhau giữa Hạ Thiên và Ninh Khiết thì Hạ Thiên đã thảy tay Ninh Khiết ra, sau đó hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Ninh Khiết bị Hàn Kiện nhìn mà cảm thấy rất mất tự nhiên, nàng không kìm lòng nghĩ đến tình cảnh cởi trần chuồng nằm trên giường trước mắt Hạ Thiên. Tuy bây giờ nàng còn mặc quần áo nhưng dưới ánh mắt quái dị của Hạ Thiên, nàng vẫn sinh ra cảm giác mình không mặc thứ gì. Này, đừng nhìn tôi như vậy. Ninh Khiết cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Nhìn mà thôi, có gì đâu mà không được. Hạ Thiên cảm thấy không đúng. Trên người chỉ có chỗ nào tôi chưa nhìn qua chứ? Trời ạ, tên khốn này đúng là đáng chết. Ninh Khiết có chút căm giận, tên này có muốn chiếm tiện nghi hay không? Vì vậy lúc này gương mặt nàng đã đỏ bừng, bộ dạng rất xấu hổ, nàng rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nàng cũng có xúc động muốn đập dĩa thức ăn lên mặt Hạ Thiên. Trương Đan ở bên cạnh càng thêm kích động, đây là sự thật trần trụi như nội dung của nó, như vậy Ninh Khiết còn không tiếp nhận sao? Ninh Khiết quả thật không phủ nhận,
tuy sự thật không giống như những gì người ta tưởng tượng nhưng vấn đề là Hạ Thiên thật sự không nói dối, toàn thân nàng kể cả, hàng nóng, và, hàng nguội, để bị hắn xem qua và thậm chí là sờ vào. Thôi bỏ, tôi cũng không muốn nhìn chị, cũng không có gì hay, vẫn kém vợ tôi. Hạ Thiên bĩu môi, hắn quay đầu nhìn Diệp Mộng Oánh rồi đi đến, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn chị không bằng nhìn mỹ nữ tỷ tỷ. Cậu. Ninh Khiết Hận không thể phóng đến cắn xé Hạ Thiên, nhưng nàng biết mình đánh không lại hắn, vì sư phụ nàng đã nói võ công của Hạ Thiên rất mạnh, vì vậy hắn làm gì cũng chỉ nên nhịn, nếu không sẽ có hại với chính mình. Khanh khách, Ninh Khiết, đây là thần y mà cô nói sao? Sao tôi thấy hắn giống bạn trai của cô vậy? Thì ra môn tìm bạn trai để chứng minh. Đồng Yến lúc này nở nụ cười sung sướng. Đúng là buồn cười, cô dù giả vờ cũng phải thương lượng trước với bạn trai chứ. Ít nhất cũng phải rèn luyện chứ. Trình Diễn tệ hại vậy sao? Đồng Yến, tôi cũng không muốn tranh vấn đề này với cô có tin hay không cũng được. Bây giờ tâm tình của Ninh Khiết không được tốt, nàng cũng lười nói Hạ Thiên giúp mình chứng minh. Nàng cảm thấy hắn quá khốn kiếp, bây giờ nàng chỉ tranh thủ hắn biến mất càng nhanh càng tốt, nếu không nàng sẽ thật sự nổi giận. Cãi nhau với bạn trai à? Bây giờ tâm tình không tốt sao? Đồng Yến không muốn bỏ qua cơ hội đả kích Ninh Khiết. Thật ra cô phẫu thuật cũng rất đẹp, không phải cô chỉ đẹp hơn tôi một chút thôi sao? Cô có tư cách gì xem thường tôi? Tôi nói lại một lần nữa, tôi không đi phẫu thuật. Còn nữa, tên kia không phải là bạn trai của tôi, nếu cô không tin thì thôi. Coi như lần này tôi thua, sau này tôi sẽ tránh mặt cô là được, dù sao tôi cũng không muốn thấy mặt cô. Ninh Khiết căm giận nói. Sau đó nàng nói với Trương Đan. Thôi bỏ, chúng ta đi thôi, dù sao cũng ăn no rồi, chúng ta đổi chỗ khác trò chuyện. Ninh Khiết không muốn tiếp tục dây dưa ở đề tài này, nhưng Đồng Yến không muốn bỏ qua, nàng thấy Ninh Khiết muốn đi thì nghĩ rằng đối phương đã chột dạ, vì vậy lập tức đả kích không chút kiêng nể. Không phải là bạn trai mà cô cho người ta xem toàn thân, chẳng lẽ cậu ta là khách của cô sao? Tôi cũng không ngờ, Ninh Khiết cô bây giờ chuyển nghề này rồi sao? Đồng Yến, sao miệng cô lại bẩn như vậy? Trương Đan không nhịn được. Cô còn nói bậy, tôi tát cho bây giờ. Cô tát tôi sao? Cô thử xem, đến đi, đến mà tát. Đồng Yến ra vẻ cực kỳ bị ổi. Bốp! Một cái tát vang dội, lúc này đã không có ít người náo nhiệt, bọn họ thấy rõ ràng, người ra tay không phải là Trương Đan, Ninh Khiết đột nhiên tát thẳng cánh lên mặt Đồng Yến. Trên mặt Đồng Yến chợt xuất hiện một dấu bàn tay 5 ngón màu đỏ tươi. Bây giờ Ninh Khiết có khí lực rất lớn, tuy nàng không dùng toàn lực nhưng tâm tình lại rất xấu, vì vậy ra tay cũng không nhẹ. Tôi cho cô một tát để cô biết điều mà im miệng lại. Ninh Khiết nhìn Đồng Yến. Đừng không biết xấu hổ. Cô dám đánh tôi sao? Đồng Yến dùng ánh mắt khó tin nhìn Ninh Khiết, sau đó chính thức nổi giận. Loại đàn bà bị hàng ngàn đàn ông cưỡi lên, cô dám. Á! Bàn tay Ninh Khiết lại vỗ lên mặt Đồng Yến. Lần này ra tay rất nặng, trực tiếp làm Đồng Yến rơi 2 cái răng. Cô mắng lại xem, cô còn dám mắng, tôi sẽ đánh cô rơi răng đầy đất. Ninh Khiết dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đồng Yến, lúc này chỉ nói Đồng Yến không may, thật ra Ninh Khiết không thích dùng bạo lực, nhưng vấn đề là nàng vừa bị Hạ Thiên làm cho nổi giận, bây giờ cuối cùng cũng tìm được một nơi phát tiết. Lúc này Đồng Yến vô tình thay Hạ Thiên đón nhận cơn tức giận của Ninh Khiết. Ninh Khiết, cô đừng quá đáng. Lúc này tên đàn ông mới lên tiếng, hắn muốn bảo vệ người yêu của mình. Cút! Ninh Khiết trừng mắt nói. Loại đàn ông ăn bám như anh làm ơn cút xa ra. Cô! Vẻ mặt tên đàn ông chợt đỏ chợt trắng nhưng không biết phản bác thế nào, ai bảo hắn thật sự là kẻ ăn bám. Ninh Khiết, cô chờ đó cho tôi, đợi đến lúc ngồi tù đi. Đồng Yến bụng mặt dùng ánh mắt ai oán nhìn Ninh Khiết, sau đó nàng lấy điện thoại ra gọi, sau đó nàng khóc lóc kể lể. Ba, cháu bị người ta đánh. Sau đó Đồng Yến cúp điện thoại dùng ánh mắt oán hận nhìn Ninh Khiết. Có bản lĩnh thì đứng đó. Ninh Khiết lại ngồi xuống, nàng nói với Trương Đan. Không cần quan tâm đến cô ta, coi cô ta như một kẻ điên. Điều này, có gì không? Trương Đan có chút lo lắng. Bạn có cần điện thoại cho Tống gia kia không? Không cần, sẽ có người giúp tôi giải quyết. Ninh Khiết không quan tâm. Vài phút sau có vài tên cảnh sát đi đến, sau đó đến bên canh nhỏ người Ninh Khiết. Cô ta đánh người, mau bắt lại. Khi thấy cảnh sát thì Đồng Yến có chút đắc ý. Nhưng đám cảnh sát chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn Ninh Khiết,
sau đó lấy còng bắt Đồng Yến. Này, các anh làm gì? Tôi là Đồng Yến, bà của tôi là... Đồng Yến lập tức hô lên kinh hoàng, nhưng nàng cũng không nói thêm được lời nào, đám cảnh sát nhanh chóng kéo đi. Đám người đứng xem đều trợn mắt há mồm, Trương Đan cũng cực kỳ kinh ngạc, cuối cùng nàng đã hiểu, bây giờ Ninh Khiết không còn giống như trước kia. Trương Đan, chúng ta đi thôi. Ninh Khiết lúc này mở miệng nói, sau đó nàng tính tiền cơm rồi kéo Trương Đan đang sững sờ rời khỏi nhà hàng, nhưng vừa mới đến cửa thì nàng chợt sững sờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 600.